Thúy Nga hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Bùa Yêu của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Bên ngoài trời đã sáng rõ, nắng chưa lên nhưng nhiệt độ Sài Gòn đã thấy hâm hấp nóng, báo trước một ngày mùa hè oi ả. Con hẻm nhỏ trong xóm lao động bắt đầu xôn xao tiếng nói chuyện, tiếng bước chân của người đi làm sớm và của những gánh hàng rong lam lũ. Trong căn buồng vuông vức có quạt máy quay vù vù suốt đêm, thầy Trấn Quốc vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường đơn giản, trải nệm mỏng vì đêm qua thầy uống hơi quá chén. Tiểu lượng của thầy vốn không thâm hậu, nhưng mỗi khi có mồi ngon rượu quý mà thầy lại không phải trả tiền thì thường thầy sẽ tận hưởng tối đa, không bao giờ khách sáo. Tối hôm qua vừa hết giờ làm việc thì có người quen đến đón thầy đi vào lúc 9 giờ, đưa thầy về khi quá nửa đêm, giao thầy lại cho người giúp việc. Chị Thuần ở với thầy đã hơn một năm, quý cái tính bình dân của thầy nên dù đã quá khuya vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Và khi vừa nghe tiếng xe dừng lại trước cửa, chị đã hoan hỉ chạy vội ra đỡ thầy, dìu thầy vào tận giường. Chị tuổi ngoài 30, nhan sắc thuộc loại tầm thường, nhưng có lẽ nhờ đang say, thầy Trấn Quốc không phân biệt được xấu hay đẹp, nên thầy cứ nép sát vào người chị, thậm chí gục mặt vào vai chị và quàng cánh tay qua lưng, đưa dần xuống mông. Chị hiền hòa gỡ tay thầy ra và bảo, Ông say quá rồi, để con đưa ông vào phòng ngủ, sáng mai còn dậy sớm. Có lẽ thầy say thật, cho nên lúc ngả người nằm xuống giường, bàn tay thầy còn cố níu lấy cái cặp quần luồn dây thun của chị Thuần, khiến cái quần ngủ màu trắng đục của chị bị tuột sâu xuống gần đầu gối. Chị mỉm cười từ từ kéo quần lên, rồi ân cần ngồi ghé xuống mép giường, tháo giày cởi vớ và xoa bóp hai bàn chân cho thầy. Chị làm chậm chạp để xem thầy có mời gọi gì thêm chăng, thì chị sẵn sàng chiều ý. Nhưng thầy đã nhắm nghiền đôi mắt, coi như không biết có chị ngồi bên cạnh. Chị kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng cho thầy và cúi xuống nói lớn. Thôi, ông đi ngủ nha, có cần gì thì ông gọi con. Thầy không trả lời, không nhúc nhích. Chị Thuần nén tiếng thở dài, vói tay bật quạt, tắt bớt đèn rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Chỉ vài phút sau, tiếng ngáy khò khò của thầy đã vang dậy cả nhà. Điện thoại di động của thầy trong túi áo có reo lên vài lần, nhưng thầy chỉ nhăn mặt càu nhàu chửi, rồi moi cái phone quăng sang bên cạnh và lờ đi không trả lời. Từ hơn 2 năm nay, thầy đã trở thành một nhân vật quan trọng. Thiên hạ cần thầy chứ thầy không cần thiên hạ. Thầy nằm ngửa, giang hai cánh tay, hơi men giúp thầy ngủ một giấc êm đềm đến giờ này chưa dậy nổi, mặc dù ánh sáng bên ngoài đã tràn qua cửa sổ, soi rõ khuôn mặt xương sầu của thầy. Từ dưới bếp, chị Thuần bưng cái khay đựng bình trà và 4 cốc thủy tinh vàng đục mang lên đặt trên bàn làm việc của thầy Trấn Quốc. Đó là công việc thường lệ của chị mỗi buổi sáng thức dậy: pha trà rồi đi mua thức ăn sáng cho thầy. Thầy ăn uống giản dị, dễ tính, tô hủ tiếu, bát phở gà, tô bún riêu, thứ nào thầy cũng khen ngon. Nhất là khi nhìn sang hàng xóm chung quanh, thấy thiên hạ chỉ có củ khoai hay bát cơm nguội. Lâu lâu cần thay đổi thì thầy nhắc chị Thuần bưng về một tràng bánh hỏi thịt quay heo sữa, toàn những món mà 2 năm về trước chỉ có trong giấc mơ của thầy Trấn Quốc. Chị Thuần rửa mặt, chải tóc rồi thay bộ quần áo mới, giúp việc cho thầy Trấn Quốc, biết chủ nhân mình ngày nào cũng tiếp khách tấp nập vào ra. Chị Thuần thấy mình không thể lơ là trang phục bề ngoài, sợ thầy mắng. Áo quần tuy là loại rẻ, nhưng bao giờ cũng sạch sẽ. Chị nhìn đồng hồ trên tường rồi bước ra, mở hé cánh cửa chính. Trên mảnh sân xi măng diện tích chỉ bằng 2 chiếc chiếu, 4-5 người cả đàn ông lẫn đàn bà đang ngồi chờ, vội đứng bật lên nhao nhao lao tới phía chị. Họ giống như những công nhân thất nghiệp, tranh nhau nộp đơn xin việc, hoặc như những người dân chầu trực ở cơ quan nhà nước để xin cấp phát giấy tờ quan trọng. Mỗi người lên tiếng một câu dồn dập. Thầy thức chưa cô? Tôi tới đầu tiên nghe.
Tôi ngồi chờ ngoài đây từ 4 giờ sáng á. Chị Thuần đã quen với cảnh tượng này từ 2 năm nên không còn xúc động nữa. Chị nói: À, đừng có làm ồn, thầy còn đang ngủ. Một bà khác băn khoăn nói: Bảy giờ rồi cô. Cô nói giùm với thầy là tôi từ Mỹ Tho lên á. Thầy làm ơn cho tôi gặp chút xíu thôi à, đặng tôi còn về kịp cái chuyến xe đò buổi trưa này nữa. Ráng giúp giùm tôi nghe cô. Chị Thuần khép hẳn cánh cửa lại. Trước khi ra ngã ba mua thức ăn cho thầy, chị mủi lòng bảo mọi người: Chắc thầy cũng sắp dậy rồi, các ông các bà chịu khó chờ thêm một tí nữa nhé. Dứt lời, chị tất tả bước đi về phía cửa hàng bún măng ngay ở đầu hẻm. Thầy Trấn Quốc tên thật là Nguyễn Văn Báu, quê ở Hà Đông. Chữ thầy ở đây không phải là thầy giáo hay thầy thuốc, mà là thầy bói. Từ thuở đi học, bạn bè vẫn khen Báu là mồm miệng đỡ chân tay, vì Báu nhanh nhẹn, khéo nói, lại có nhiều sáng kiến trong cuộc sống túng thiếu và bon chen. Báu cũng ham đọc sách báo, có trí nhớ tốt và có tài bắt chước những trò tiểu xảo của thiên hạ. Hết chiến tranh, Báu xuất ngũ lấy vợ, sinh con. Gánh nặng càng ngày càng lớn, khiến Báu phải bôn ba làm đủ nghề, kể cả buôn lậu hàng quốc cấm, chẳng hạn nhập tiền giả từ Trung Quốc. Gần đây, miền Bắc hết đất sống, Báu phải tạm biệt vợ con, bỏ quê vào tận Sài Gòn. Và chính nơi kinh thành xa lạ này, Báu bất chợt phát hiện ra mình có một khả năng tiềm ẩn bẩm sinh mà bấy lâu nay không để ý. Sự khám phá muộn màng ấy là do một hôm Báu thất thểu đi tìm việc làm, ngang qua một căn phố ở Phú Nhuận, thấy cả chục người đang xếp hàng chờ chủ nhà mở cửa. Báu tưởng là tiệm buôn gì đặc biệt, hóa ra thiên hạ nôn nao chờ coi bói. Báu mở to mắt, tò mò dừng lại hỏi thăm. Một bà người miền Nam kiên nhẫn giải thích với Báu: Thầy tri gieo quẻ linh lắm, bị trong nhà thầy thờ đầu lâu cô Tám. Không phải thầy nói à, mà là cô Tám có nhập vô thầy đó. Báu ngơ ngác hỏi lại: Cô Tám là ai? Người đàn bà nhìn Báu gắt nhẹ: Nói bậy không à, cô Tám mà hỏi là ai? Không có lòng thành thì đừng có tới đây, cô giật chết. Báu phân trần: Thì tôi không biết nên tôi mới hỏi. Vậy nè, cổ là con gái, bị thằng Du Đản nó theo nó dọc miết hả? Không được cái nó thù, nó giết cổ. Cô Tám có chết ngoan mà chết đúng giờ linh nữa. Cái thầy tri thỉnh vía cổ về, lập bàn thờ. Từ đó ta nghe thầy nói đâu trúng đó. Mà nói nào ngay, nhờ thầy có lòng thành, nên cố thương, cố cho lọc. Báu ngờ vực hỏi lại: Bà bảo sao? Ông thầy nói cái gì cũng trúng à? Thật không? Thì vô coi biết. Có cái bà kia nghe, bà làm chủ đề, cái vỡ nợ, người ta đến dọn sạch đồ đạc, tịch thu luôn nhà, phải ra ngủ ngoài lề đường vậy đó. Kê bà tới gặp thầy tri cho số mai, về trúng liền 200 triệu vậy đó hả? Thế là Báu đứng nối đuôi đoàn người xếp hàng chờ đến lượt coi bói. Báu vào coi không phải để xin quẻ, xin số cho mình, mà để tìm hiểu xem thầy tri nói cách nào mà thiên hạ ùn ùn nạp tiền cho thầy. Coi quẻ xong, Báu về nằm suy nghĩ, và bỗng trong đầu Báu lóe ra một tia sáng mới. Báu tìm được cho mình một khúc rẽ quan trọng. Báu quyết định đổi đời, hành nghề thầy bói. Giữa cái xã hội nghèo khổ đầy những bất chắc, lại thêm dân trí chưa cao, thì nghề thầy bói luôn luôn có đất dụng võ tươi tốt. Nó là cái nghề không vốn, làm chơi ăn thật. Chỉ cần chút nói năng bạo mồm là ngồi mát ăn bát mì. Báu ra ngay chợ trời khuân về vài cuốn sách bói toán đủ loại, mục đích để làm quen với những từ ngữ người ta thường sử dụng trong lĩnh vực này. Báu tạm biệt người bà con mà Báu tá túc từ ngày vào Sài Gòn. Báu mướn nhà riêng mở văn phòng. Để tăng thêm sức nặng cho phần tiểu sử vốn rỗng tuếch của mình, Báu tự đặt cái mỹ danh là thầy Trấn Quốc, úp mở cho thiên hạ biết Báu đã hành nghề coi bói hơn 10 năm bên cổng chùa Trấn Quốc ở Hồ Tây, mặc dầu chính Báu chưa hề đặt chân đến khuôn viên ngôi chùa này. Báu chỉ nghe loáng thoáng, đây là ngôi chùa cổ nhất tại Hà Nội, được xây từ đời Lý Nam Đế, tức đã hơn 1.500 năm. Báu giải thích: Chẳng phải tự tôi đặt cho mình cái tên này đâu, người ta tặng cho tôi đấy. Quanh chùa Trấn Quốc lúc nào chả có cả chục ông thầy bói, nhưng chỉ có mình tôi được người ta gọi là thầy Trấn Quốc. Quả nhiên cái tên hấp dẫn cũng tạo được chút ảnh hưởng. Thầy thuê căn nhà nhỏ trong hẻm thuộc quận Bình Thạnh, ngay cửa treo tấm bảng gỗ vuông
khiêm tốn ghi vài hàng chữ màu đỏ như sau: Thầy Trấn Quốc, 20 năm danh tiếng tại Hồ Tây, nay vân du vào Nam cứu nhân độ thế, chuyên giải quyết mọi nghịch cảnh trên đời, thi cử, cầu duyên, cầu tài và đặc biệt cho số may. Tấm bảng quảng cáo ấy quan trọng nhất là mấy chữ cuối, tức là cho số may. Bởi vì thầy biết trước, đại đa số thân chủ đến với thầy đều chỉ là dân đỏ đen xin số đề mà thôi. Trước khi chính thức khai trương văn phòng của mình, Báo còn trở lại gặp thầy Chi một lần nữa để học thêm cách giải đoán. Báo cũng bỏ tiền đi coi hàng loạt thầy bói khắp thành phố để rút kinh nghiệm của mỗi ông thầy hòng áp dụng cho mình. Trăm người bán, vạn người mua, Báo tin chắc mình sẽ thành công vì khả năng ăn nói của Báo còn lưu loát hơn nhiều thầy khác. Nhà tử vi chính thống dùi mài kinh sử, nghiên cứu hàng chục năm, chưa nắm vững hết cái tinh túy của khoa đầu số. Thầy bói thời nay như thầy Trấn Quốc, không học ngày nào, chỉ cần láo lếu dăm ba câu bịp đời mà hốt bạc. Nhưng người ta không trách những người như thầy Trấn Quốc, mà chỉ trách thiên hạ quá mê tín dị đoan, tin là thầy có khả năng cho số đánh đề. Nếu thật sự thầy có phép thần thông biết trước số chúng, thì thầy đã giữ lại cho riêng thầy để làm giàu, chứ ngu gì mà đem tặng cho người khác. Chính thầy cũng đã nghĩ đến điều đó, đã dự kiến có ngày sẽ có đứa cắc cớ chất vấn thầy. Ủa, tôi hỏi thầy, thầy biết trước số trúng, sao thầy không đánh đề? Thầy sẽ ung dung trả lời. Các cụ xưa có câu, dao sắc không gọt được chuôi, số tôi không có lọc. Có lẽ kiếp trước tôi vụng đường tu, thánh chỉ mượn tay tôi để ban phát lộc cho người khác mà thôi. Đằng nào thầy nói cũng được, và ai nghe cũng thấy xuôi tai, không còn thắc mắc nữa. Điều này cũng dễ hiểu, bởi hễ đã đi coi bói, tức là không dùng lý trí để phán đoán. Người nặng về lý luận thường không đi coi những môn bói toán vớ vẩn. Báo nhớ hồi mới vô Nam, ở nhờ nhà người bà con tại vùng Hòa Hưng. Đó là người em họ của Báo theo chồng di cư từ năm 54. Giờ này cả hai đều sắp xỉ tuổi với Báo. Bà vợ rất tin phong thủy, thường vui vẻ bảo Báo. Mấy năm trước, vợ chồng em vất vả lắm, túng thiếu quanh năm, làm lụng quần quật đầu tắt mặt tối mà chả đủ ăn. Hóa ra là vì em đặt cái bếp nhà em nó sai hướng, lỗi tại mình mà mình không biết đi chứ. Làm ăn thì cứ lụn bại dần, động vào cái gì là mất cái đó. May quá, năm ngoái em gặp được ông thầy phong thủy, chỉ cho em xoay cái bếp lại đúng hướng, thế là cả nhà làm ăn phát đạt. Ông chồng ngồi bên cạnh nhăn mặt để tỏ thái độ phản đối, nhưng không phát biểu, vì ông biết niềm tin phong thủy trong lòng vợ mình đã vững chắc như một tôn giáo, nói ra chỉ cãi nhau vô ích. Bà vợ lờ ông chồng đi, tiếp tục thuyết phục Báo về sự kỳ diệu của phong thủy. Rồi em có quen cái ông kia nhé, ông bị trúng gió, mồm méo sạch đi thế này nè, nói cứ như người ngọng ấy, uống nước cứ đổ tràn ra ngoài, nhà thương người ta chê rồi. Thế mà thầy phong thủy tới chỉ xoay có cái giường thôi, ấy thế mà ông ta khỏi ngay, mặt trở lại như bình thường, nói chuyện cũng như bình thường luôn, mồm không còn méo tí nào nữa. Ông chồng khinh khỉnh ngắt lời, thế thì còn ai đi học là bác sĩ làm gì nữa, nay mai bác sĩ thất nghiệp hết. Báo mỉm cười hiền hòa nhưng không dám góp ý. Dĩ nhiên Báo thấy ông em rể có lý, nhưng Báo đang ăn đậu ở nhờ tại đây, không thể để cô em họ phật lòng. Thời nào, nơi nào thì người vợ cũng vẫn là chủ gia đình, Báo không nên trái ý. Hơn nữa, Báo đang ẩn giật, lúc nào cũng phải tỏ ra hiền lành. Chuyện phong thủy đã là một đề tài lạ với Báo, lại thêm chuyện đánh số đề càng lạ hơn. Báo cũng ham mê cờ bạc, nhưng ở ngoài Bắc Báo thường chỉ đánh sóc đĩa, bài cào hoặc đánh chắn, mà dĩ nhiên gom tiền khá lớn. Báo biết hầu như cả miền Nam ngày nay đều mê đánh đề, nhưng riêng Báo thì chưa lao vào. Một hôm có bà hàng xóm hớt hải chạy sang hỏi cô em Báo. Bà Xuân ơi, bà Xuân, tôi hỏi bà cái này nhé. Hôm qua chồng tôi đi phụ thợ hồ về, ngang qua cái đám ruộng ở gần cái sân bóng đá đấy, thấy cái vũng nước mưa trong quá, ông ấy lội xuống tắm. Nói cho đúng thì ông nhà tôi vẫn cứ hay tắm ở đấy mỗi khi đi làm về. Vũng nước đó thì chả bao giờ có con cá nào, vậy mà hôm qua tự dưng đâu lại có hai con cá nó lao vào nó rỉa bắp chân ông ấy chứ. Cô em Báo kêu lên. Như vậy thì đánh đề liền, đánh con cá. Bà hàng xóm khổ sở nói. Tôi sang hỏi bà là vì chuyện đấy đấy, con cá là số 1,
Tôi bảo người ta ghi cho tôi là số 01, nhưng đó là chỉ là một con cá. Khổ nỗi nhà tôi thấy hai con cá, rõ ràng là hai con nhé. Hai con thì đánh số mấy? Nếu mà đánh 11 thì không được, vì 11 nó là con chó, mà 1 với 1 là 2 thì nhưng mà 2 nó lại là con ốc. Báo ngồi bên cạnh ngơ ngác không hiểu gì cả. Chờ bà hàng xóm về rồi, Báo mới hỏi cô em và được cô trả lời về những con số quy định trong làng đánh đề. Chẳng hạn con cá số 1, con ốc số 2, con ngỗng số 3, con công số 4, con giun số 5, con cọp số 6, con heo số 7, con thỏ số 8, con trâu số 9, con rồng số 10, con chó số 11. Không biết ai là người chế ra những con số biểu tượng này và dựa trên căn bản nào để gán cho mỗi con vật mang một con số. Chỉ có một điều chắc chắn là những con số này không hề giúp ích gì cho dân ghiền đánh đề. Nó chỉ giúp cho những bàn nhậu, những buổi họp mặt trà dư tửu hậu, ngồi quanh mâm cỗ, thiên hạ có dịp bàn đề cho vui câu chuyện mà thôi. Nhà cô em mà Báo tá túc tuy không phải là chỗ ghi đề, nhưng lại là nơi xóm giềng hay tụ tập để bàn đề sau giờ xổ số, vì ai cũng cần rút kinh nghiệm cho kỳ tới. Báo chưa tham gia, nhưng thấy cũng vui, dù không nhớ hết mọi con số. Báo nhớ một hôm có một ông ở cách nhà cô em Báo vài căn, hớn hở chạy sang khoe mình vừa trúng đề. Ông trúng nhỏ thôi, nhưng ông vui vì sự thông minh của mình. Cô em Báo mới hỏi: "Nghe nói ông trúng số 31 phải không? Bộ ông nuôi số đó à?" Ông hàng xóm hãnh diện đáp: "Nuôi đâu mà nuôi, 31 là con tôm. Tôi đánh con tôm, trúng phóc à." "Thế ông mơ thấy con tôm hay sao?" "Không, mơ quái gì. Hôm kia có việc sang Thủ Thiêm, chạy ngang cánh đồng tôi thấy một bà đang ngồi đi cầu ở bờ ruộng ấy. Tôi hỏi: "Thế thì đi cầu à, tức là con tôm chứ là cái gì nữa?" Thế là tôi đánh con tôm. Dứt lời, ông vênh mặt cười cười ra về. Báo thấy toàn những chuyện lạ đời. Giờ này thì Báo đã bước hẳn vào thế giới của những người mơ màng và mê tín dị đoan. Báo chẳng tin gì cả, nhưng Báo sẵn sàng đứng về phía những người nhẹ dạ đó, bởi chính họ đang nối đuôi nhau nộp tiền cho Báo. Lắm khi ngồi nhâm nhi cốc rượu bên đĩa mồi ngon, Báo thấy mấy chục năm qua cuộc đời thay đổi kỳ lạ quá. Ngày trước bói toán và lên đồng cứ trốn chui trốn nhủi, lâu lâu bị công an hút đi cải tạo, làm tờ tự kiểm, ai cũng tự nhận là bịp bợm. Bây giờ đổi mới, thầy bói đủ các loại, trương bảng hiệu công khai hành nghề. Hàng trăm hàng ngàn thầy bói khắp thành thị, ai cũng có khách. Ở sở thú, ở bến xe, quanh các ngôi chùa, chỗ nào cũng thấy thầy bói. Thậm chí nhiều thầy nhiều cô đi bói dạo, giao hàng cẩn thận mà công an không còn gây phiền toái gì nữa cả. Bản thân Báo, mặc dầu vào nghề muộn màng mà vẫn bắt kịp thời gian, thu hút thân chủ nườm nượp, mỗi ngày ngồi giải đoán đến hơn 10 tiếng đồng hồ. Quả thật văn phòng thầy Trấn Quốc phất lên vùn vụt, dù nằm thụt sâu trong con hẻm nhỏ. Có hôm thầy tiếp đến 30 người khách, nhất là vào cuối năm, vào các mùa thi đại học và cá độ bóng đá. Thầy bận tíu tít không có thì giờ ăn trưa. Thầy nghĩ đến việc tìm người giúp việc cơm bưng nước rót cho thầy, nhưng lại lo gặp đứa lưu manh làm nội ứng cho trộm cướp. Vì nhà chỉ có mình thầy mà tiền bạc thầy kiếm dễ dàng quá. Thầy chần chờ mãi cho đến khi tình cờ gặp chị Thuần, người đồng hương từ ngoài Bắc mới vô, thầy mới dám nhận cho làm, ăn ở luôn trong nhà thầy. Chị Thuần còn trẻ, mặt không đẹp nhưng thân hình tươi mát, thầy có cần gỡ gạc cũng đỡ buồn. Các môn bói toán cổ điển như tử vi, tử bình, bài tây, bài tarot, chỉ tay, tướng mạo, bói dịch, phong thủy, thầy Trấn Quốc đều không dùng đến. Vì những môn ấy đòi hỏi thì giờ học bài khá lâu. Thầy coi theo lối mì ăn liền, làm 72 cái que nhỏ bằng tre, giống như bó đũa ngắn. Trên mỗi cái que dẹp ấy, thầy vẽ chữ vẽ hình chằng chịt mà chỉ mình thầy hiểu. Thầy gọi đó là 72 quẻ âm dương nguyên thủy của vua Phục Hy, chế ra đã hơn 5.000 năm mà nhân gian bị thất truyền. Nay thầy có nhiệm vụ phải khôi phục lại. Quẻ của thầy, nói chung quẻ nào cũng mang nặng tính cách hù dọa làm thân chủ sợ hãi, rồi thầy mới ra tay giải cứu. Cái nguyên tắc căn bản mà thầy nắm rất vững là bất cứ ai tìm đến với thầy, tức là họ phải có vấn đề. Phi tình thì tiền, mà đa số là những người đang lâm vào bước đường cùng về tài chánh. Không có ai cuộc đời đang êm đềm yên vui mà lại đi coi bói. Cho nên nhiệm vụ của thầy là mang niềm hy vọng đến cho những kẻ đang tuyệt vọng
và họ hân hoan trả tiền thầy vì niềm hy vọng đó. Thầy đoán sai thì cũng chả có ai bỏ thì giờ đến mắng thầy. Mà nếu tình cờ thầy đoán đúng thì lâu lâu có những thân chủ nặng ân nghĩa lại quay trở về thưởng tiền thêm cho thầy. Bắt chước thầy Chi Phú Nhuận thờ đầu lâu cô Tám, thầy Trấn Quốc cũng lập một bàn thờ nhỏ rất trang nghiêm đóng trên vách tường ngay cửa chính trông vào. Bàn thờ trải khăn đỏ có bức tượng đồng đen tạc hình một thiếu nữ xinh đẹp mà thầy mua rẻ mạt ngoài chợ trời. Thầy không biết nó là cái tượng gì, chắc chỉ là một vật trang trí cho lạ mắt. Nhưng thầy cứ khuôn về đặt lên bàn thờ. Khách đến coi bói ít khi trông rõ mặt người trong tượng bởi khói nhang lúc nào cũng nghi ngút, mờ ảo. Một hôm có bà khách tuổi ngoài 30, nhan sắc khá mặn mà, ăn mặc thời trang, dáng vẻ đài các, tự xưng tên là Minh Tâm, lễ phép khai với thầy là mấy năm nay bị chồng bỏ bê vì mê vợ bé. Bà đến xin thầy một quẻ cầu gia đạo. Khách của thầy thuộc đủ mọi hạng người, từ cán bộ cao cấp cho đến cô gái bán rong hoặc đi ở mướn. Thầy tùy mặt mà cư xử và tính tiền. Riêng bà Minh Tâm thì tuy chưa rõ thân thế của bà, nhưng tự dưng thầy thấy có thiện cảm vì người đã đẹp mà giọng nói của bà lại rất tha thiết và lịch sự. Thầy đẩy cái ống tre đựng 72 quẻ bài lại trước mặt bà và bảo: Bà thành khẩn cầu xin rồi lấy một quẻ. Thưa thầy, cầu ai ạ? Người khác mà hỏi như thế là thầy mắng rồi. Nhưng với bà Minh Tâm thì thầy nhẹ nhàng bảo: Thì bà theo đạo nào bà cầu xin đạo ấy. Bà đạo Phật thì bà cầu Phật Bà Quan Âm. Bà đạo Chúa thì bà cầu xin Đức Mẹ. Nhưng con đâu có theo đạo nào đâu. Thì nói chung là cầu các đấng linh thiêng ở cõi trên. Không tin ấy, thì quẻ nó không thể nào ứng nghiệm được. Tin chứ. Không tin con đâu có tới gặp thầy làm gì. Tin thì bà cầu đi. Bà cầu đi rồi tay trái bà rút một quẻ thẻ đặt lên cái đĩa này cho tôi. Bà Minh Tâm làm theo đúng lời thầy dặn rồi trố mắt nhìn thầy chờ đợi. Bắt trước thầy Chi, thầy Trấn Quốc thở dài bảo: Số bà là số của công nương Diana ở bên nước Anh. Bà sinh ra để làm việc thiện, để cứu người, để giúp đời. Nhưng mà có cái con ma chuyển kiếp đã hơn 300 năm, nó ganh ghét bà, nên nó theo phá gia đạo của bà. Nó quyến rũ ông nhà chỉ để làm khổ bà thôi, chứ ông nhà có yêu thương gì nó đâu. Ôi, thôi chết rồi, thế có cách nào cứu chồng con không thầy? Để như vậy thì tan nát hết. Thầy ạ, con xin thầy, thầy ráng cứu giùm gia đình con thầy ạ. Thầy cho bùa rồi bảo bà khách lại bàn thờ cầu xin. Bà Minh Tâm ngước nhìn rồi quay lại phía thầy hỏi: Xin lỗi thầy, thầy cho con hỏi, thầy thờ ai vậy thầy? Để cho con biết để con khấn. Bà tò mò hỏi là vì bà cứ nghe đồn tín ngưỡng dân gian có tục thờ mẫu, mà bà không biết mẫu là ai, nguồn gốc như thế nào. Bà đoán bức tượng này của thầy Trấn Quốc chính là tượng mẫu mà thầy thờ. Nhưng thầy Trấn Quốc đã chuẩn bị sẵn nên giải thích: Đây là nữ thánh Nina của Chiêm Thành. Nina là một công chúa tuyệt thế giai nhân, con vua Chế Bồng Nga, chán cuộc đời xa hoa bỏ cung điện đi tu. Nhưng mà không may công chúa bị chết trong trận chiến khi mà nhà Trần nước ta sang đánh vua Chiêm. Sau khi chết, công chúa hiển thánh và chuyên giúp đỡ những người bất hạnh về tình duyên. Bức tượng này là cổ vật bí truyền, đã hơn 1000 năm bị thất lạc. Cuối cùng tôi có cái cơ duyên thỉnh được từ Phan Rang mang về đây. Linh ứng vô cùng. Ban đêm tôi thấy tượng thường tỏa hào quang sáng chói. Câu gì được nãy, miễn là có lòng thành. Câu chuyện giả tưởng này thầy đã đọc trong báo và nhớ mang máng những nét chính, được thầy sắp xếp lại cho hợp với không khí bói toán của mình. Bà Minh Tâm xì sụp đốt thêm mấy cây nhang và thành tâm khấn nguyện xin cho thằng chồng mất dạy sớm trở về đoàn tụ. Bà Minh Tâm muốn nán lại để hỏi thêm thầy vài câu, nhưng thấy khách hàng của thầy ngồi chờ khá đông, bà đành miễn cưỡng đứng dậy. Phòng làm việc của thầy Trấn Quốc có một điều rất bất tiện, là cái bàn thầy ngồi coi bói và chỗ khách hàng ngồi đợi chỉ cách nhau có một tấm màn vải, nghĩa là không thể tâm sự những điều thầm kín với thầy được, bởi nói gì thì những người ngồi chờ bên ngoài bức màn đều sẽ nghe thấy hết. Huống chi giọng thầy lại khá lớn, lúc nào cũng muốn nhấn mạnh câu nói của mình hoặc là như gay gắt với thân chủ. Bà Minh Tâm đứng dậy,
nhưng không ra cửa, bà xin phép thầy cho bà vô trong đi tiểu. Thầy Trấn Quốc bảo bà cứ tự nhiên, nhưng ngay sau đó thầy cất tiếng gọi chị Thuần ra đưa bà vào. Lập tức người khách kế tiếp lao ngay vô, ngồi xuống cái ghế trước mặt thầy Trấn Quốc. Đây là một người khách quen, ở cách nhà thầy có mấy căn, có sạp bán guốc dép trong chợ, nên thiên hạ thường gọi là cô Ba Guốc Mộc, bởi guốc mộc là tên tiệm của cô. Tuổi cô mới ngoài 30, nhưng nét mặt mệt mỏi kinh niên làm cô già đi khá nhiều. Già là vì vợ chồng cô quá mê cá độ và số đề. Chồng đánh đằng chồng, vợ chơi đằng vợ, quanh năm nợ nần không trả nổi. Và vì cứ thua liên tục nên cô phải gặp thầy Trấn Quốc thường xuyên. Cô buông sâu chìa khóa trên bàn rồi não nuột nhập đề. Trời ơi con ngu quá thầy ơi, tiền nắm trong tay để con để con ruột mất thầy ơi. Thân chủ như cô Ba Quốc Mộc là loại khách mà thầy Trấn Quốc chán nhất, vì họ đến gặp thầy chỉ để xin số đánh đề. Dĩ nhiên thầy phải cho số, mặc dù thầy biết trước là không bao giờ trúng. Năm khi mười họa tình cờ có kẻ trúng thì hoàn toàn là do hên xui của người đó, chứ không có một chút công lao nào của thầy trong đó. Có người trở đi trở lại xin số cả nửa năm vẫn chưa trúng, làm thầy cứ phải khổ sở giải thích quanh co cho xong chuyện. Cô Ba Quốc Mộc thuộc loại khách dai dẳng đó. Nhìn mặt cô là thầy đã biết cô đang thiếu nợ. Thầy hỏi, tại sao lại có chuyện tiền nằm trong tay mà còn mất? Ai lấy mà mất? Thiệt mà thầy, không biết con ăn cái giống gì mà con ngu hết chỗ nói thầy ơi. Vì quá thân lại coi thường cô Ba nên thầy thường gọi cô bằng mày. Thầy hỏi, mày cứ bảo là mày ngu, nhưng tao có biết mày ngu thế nào đâu. Cô gái thở hắt ra như người sắp chết rồi kể. Thầy biết không, tuần vừa rồi đó, con nằm mơ con thấy hai con dê đi vô giường nhà con. Sáng ra con mừng quá, con chạy liền đi con đánh số. Mơ thấy hai con dê thì chắc ăn quá rồi phải không thầy? Con giấu chồng con không cho ảnh biết. Tính trúng một mình rồi mới đưa tiền ra cho ảnh. Có bao nhiêu tiền đó, con đưa hết ra con mượn thêm lối xóm nữa. Dê là số 35, ai mà không biết phải không thầy? Hỏi thầy, hai con dê có phải là 2-3 năm đúng không? Lấy ăn rồi phải không thầy? Thầy Trấn Quốc kiên nhẫn góp chuyện. Rốt cuộc làm sao? Có ra số ấy hay không? Giọng cô Ba hết sức thê lương. Ra thì nói chi nữa thầy, ra số đó con đâu có tới gặp thầy đâu. Thầy Trấn Quốc ngạc nhiên. Nó không ra thì thôi, nhưng từ nãy đến giờ mày cứ bảo là mày ngu cái gì tao vẫn không hiểu. Cô gái vênh mặt nhìn thầy. Thầy biết nó ra cái số gì không? Nó ra số 253 chứ không phải là 23 năm. Thầy thở dài phân yêu. Thì tại số mày nó chưa đến ngày hưởng lộc chứ có gì đâu mà gọi là ngu. Ngu sao ngu? Nói thiệt nghe, con muốn tự giận cho rồi á. Bị con nhớ là hồi trong giấc mơ đó, hai con dê nằm ngược đầu ngược đuôi, chứ không có nằm song song với nhau. Dê là 35, mà dê nằm ngược đầu với nhau thì phải đổi thành 53 chứ đâu phải là 35, phải không thầy? Vậy mà lúc đó con nghĩ không ra đó. Ngu như vậy đó thầy coi đó. Thầy Trấn Quốc im lặng một chút rồi nói, thôi chờ dịp khác vậy. Cô Ba uể oải đứng dậy. Tức chết đi được thầy ơi. Vừa nói cô vừa thất thểu bước ra. Mấy người khách ngồi chờ bên ngoài tấm màn vải theo dõi câu chuyện, nhất loạt nhìn cô thương cảm. Người mê số đề đánh mãi không trúng, thường bám víu một cái gì đó làm cột mốc để hướng dẫn việc chọn số của mình. Chẳng hạn những hình ảnh trong giấc mơ. Đoán điềm giải mộng là một cách cắt nghĩa hết sức hoang đường, không dựa trên căn bản nào khả tín. Nhưng người ta cứ đoán để rồi thất vọng, như trường hợp cô Ba Quốc Mộc đang rũ rượi nước mắt lưng tròng bước ra khỏi nhà thầy Trấn Quốc. Cô quên luôn mục đích chính của cô hôm nay, đến đây là để xin số. Thầy Trấn Quốc tội nghiệp nhìn theo cô nói lớn, sáng mai lại đây, tao cho số may mà gỡ lại. Cô Ba nghe thấy nhưng không quay lại. Cô lặng lẽ băng qua đường để về tiệm guốc. Cô tự hỏi, không biết đến bao giờ cô mới lại có dịp nằm mơ thấy con dê một lần nữa. Vài người khách trông theo cô thở dài chia sẻ. Đa số họ đều mang một tâm trạng giống như cô, nghĩa là cũng đang giãy giụa trong vũng lầy khổ lụy. Cô Ba Quốc Mộc tuổi tuy còn trẻ, nhưng cái thú đánh đề đã ăn sâu vào máu cô cả chục năm nay. Xin số các thầy bói không có kết quả, cô nhờ hỏi cả ông đồng bà cốt cũng vẫn không thấy ứng nghiệm. Đồng nhập đọc số rành rành cho cô viết, mà rồi định mệnh vẫn đùa giỡn với cô,
tiền cứ tuôn ra không trở lại. Năm ngoái cô nghe đồn khu nghĩa trang Tân Việt có ông Sử Nam chuyên lập đàn cầu cơ gọi hồn người chết về, hết sức linh thiêng, nói đâu chúng đó. Cô liền nhờ người coi tiệm lặn lội đi tìm. Người ta bảo cô ông Sử Nam tuổi gần 60 nhưng chưa một lần gần đàn bà. Trí óc ngây thơ, tâm hồn trinh trắng, lại không biết đọc biết viết, cho nên các phong hồn thường mượn thân xác ông để trở lại cõi trần. Cô ba Quốc Mộc đến tìm ông vào một buổi chiều mưa. Căn buồng âm u chỉ có mấy ngọn đèn cầy và khói nhang mờ mịt, không khí trang nghiêm đến rợn người. Phép cầu cơ của ông Sử Nam bây giờ đơn giản hơn xưa nhiều lắm. Ông lấy cái mâm, đổ cát lên trên, dùng cái thước san cho thật phẳng. Người cầu cơ cần hỏi gì, hồn từ cõi âm sẽ bảo ông dùng ngón tay trỏ viết câu trả lời trên mặt cát. Dĩ nhiên ông Sử Nam không phịa được câu trả lời bởi ông hoàn toàn mù chữ. Trước khi bắt đầu, ông Sử Nam giải thích cho cô ba rõ là khi cầu cơ, không biết hồn ai sẽ hiện về. Có thể là một người trong thân tộc hoặc bạn bè, cũng có thể là một danh nhân, một người cô hồn mà cô không hề quen biết. Cô ba gật đầu hiểu ý, cô chắp tay ngước mắt thành khẩn cầu xin một đấng khuất mày khuất mặt nào đó trở về cứu cô trong cơn khốn khổ vì tiền hiện nay. Cô lâm dâm khấn. Hồng lên thiên cho tôi biết danh tánh này. Hồng lên thiên cho tôi biết danh tánh. Lập tức ông Sử Nam đứng đối diện cô dùng mình một cái, rồi ngón tay trỏ ông thoăn thoắt viết trên lớp cát mịn hai chữ chúa trộm. Cô ba ngơ ngác không hiểu chúa trộm là ai. Ông Sử Nam phải cắt nghĩa. Thế này là thánh cho ăn lọc rồi đấy cô ạ. Cô đang nợ nần đầm đìa có phải không nào? Vì thương cô, chúa trộm mới giáng cơ. Thuở sinh thời, chúa là người nợ nần quanh năm không trả nổi. Cho nên các cụ mới có câu là nợ như chúa trộm. Nay chúa thấy cô giống hoàn cảnh của chúa ngày xưa, nên chúa mới về chỉ dạy cho cô. Cô ba hồi hộp quá, chắp tay vái lại liên tục, rồi giục ông Sử Nam xin chúa cho cô số may để đánh đề. Ông Sử Nam nhắm mắt lại, ngón tay lại chạy thoăn thoắt trên mâm cát. Nhưng lần này cô ba hết sức thất vọng, vì chúa trộm chẳng những không cho số mà lại bảo cô đừng đánh số đề nữa. Cô ba mếu máo kêu lên. Trời ơi, vợ chồng con nợ ngập đầu á. Người ta sắp xiết nhà xiết tiệm rồi, chúa không cho đánh đề thì con gỡ bằng cách nào bây giờ? Cô vừa dứt lời thì ngón tay ông Sử Nam lại chạy tiếp. Cô ba chố mắt theo dõi. Trên mâm cát, hồn chúa trộm vừa trả lời cô ba bằng hàng chữ: đổi sang cá độ bóng đá dễ trúng hơn. Cô ba mừng quá, tạ ơn chúa, trả tiền ông Sử Nam rồi hân hoan ra về. Từ đó cô đổi hẳn sang môn cờ bạc mới. Cô vay mượn, cầm cố, giật chỗ này, chộp chỗ khác, vơ vét được bao nhiêu, dốc hết vào các trận bóng đá, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Chúa trộm ngày xưa nợ ra sao cô không rõ, chỉ biết rằng chủ nợ của cô giờ này chắc phải gấp đôi số chủ nợ của chúa ngày xưa. Nửa năm sau, cô lại quay về với số đề, với những giấc mơ huyền hoặc chỉ làm cô càng tốn thêm tiền mà thôi. Cô ba đi rồi, bà Minh Tâm cũng vừa từ dưới bếp đi lên. Bà đứng lại nói vài lời xã giao và cảm ơn chị Thuần. Tôi còn nhiều chuyện phải nhờ thầy lắm, không chừng tuần tới tôi trở lại. Thôi chào cô, tôi về nhé. Bà Minh Tâm xem chừng rất phục cách coi số của thầy Trấn Quốc. Bà đã từng xem quá nhiều thầy nổi tiếng khác, chẳng hạn thầy Hải ở đường Phan Đình Phùng hoặc bà Diệu Phước ở trước Lăng Ông. Thậm chí có lần bà ghé coi thầy Trần Đắc ở Bình Chánh vì nghe đồn thầy mới 30 mà bị mù từ bẩm sinh. Trời ban cho trực giác rất bén nhạy, thầy dùng để chuyên bói mu rùa. Bà gặp thầy nhìn thầy nao nao tội nghiệp, cặp kiếng đen to bản che gần hết khuôn mặt rắn giỏi của thầy. Chẳng biết thầy đoán có đúng hay không, nhưng thù lao của thầy chỉ có 20.000 mà bà tặng luôn cả 50.000. Một tuần sau mới có người chỉ cho bà Minh Tâm biết thầy Trần Đắc không hề bị mù, thầy đang đá banh cho đội tuyển Phú Lâm. Bà Minh Tâm trả thù lao rồi lễ phép cáo từ. Hồi mới vào nghề, tiền quẻ của thầy Trấn Quốc tính giá bình dân là 10.000. 6 tháng sau, thầy nâng lên thành 30.000 và bây giờ là 50.000. Trung bình mỗi ngày thầy tiếp 20 người khách, vị chi là thu nhập 1 triệu một ngày. Chưa kể lâu lâu
còn có những hoạnh tài bất ngờ, chẳng hạn thân chủ quay lại thưởng thêm cho thầy khi thầy đoán trúng. Thầy dự trù mai kia nếu đông khách hơn, thầy sẽ tăng tiền quẻ lên 70.000 rồi mới dừng lại. Thầy Trấn Quốc hành nghề ở con hẻm này kể như hoàn toàn độc quyền, không có đồng nghiệp nào khác, nên không hề bị chia khách. Bài bản thì thầy bắt chước gần giống thầy Chi bên Phú Nhuận, mà cách nói chuyện của thầy lại còn lôi cuốn hơn thầy Chi rất nhiều, nên thầy đắt khách cũng là hợp lý. Mấy hôm sau, bà Minh Tâm lại đến, vẫn cái dáng người thanh lịch, trang điểm vừa phải nhưng theo sát thời trang hiện đại, bà dễ dàng tạo thiện cảm nơi thầy, vì bà có vẻ nhà giàu và bạc thiệp, lại hết sức chăm chú lắng nghe bất cứ điều gì thầy phán ra. Hôm ấy trời mưa phùn dai dẳng, nên văn phòng thầy Trấn Quốc vắng khách. Bà Minh Tâm bước vào, cởi áo mưa máng lên vách, lấy khăn trong bóp thấm nhẹ những giọt nước mưa trên mặt, rồi tiến lại ngồi chờ trên cái băng sát tường. Phía sau bức màn vải mỏng, thầy Trấn Quốc đang tiếp một cô gái ăn mặc lam lũ như một công nhân đang làm trong nhà máy bỏ chạy ra đây gặp thầy. Bà Minh Tâm im lặng lắng nghe cô gái mếu máo hỏi: "Thầy coi dùm tương lai còn có khá không ạ thầy? Nghèo không ngóc đầu lên nổi thầy ơi. Buồn thứ gì thì mất thứ đó, chơi hụi thì bị giật." Thầy Trấn Quốc bảo cô rút một quẻ trong ống tre. Thầy nghiệm ra một điều quan trọng là muốn cho lời nói của mình tăng thêm sức nặng thì thầy phải thuộc lòng vài câu chữ Hán. Càng tối nghĩa, càng khó hiểu thì thân chủ càng cảm phục. Chẳng phải riêng thân chủ phục mà ngay chính cả thầy cũng phục, vì thấy chữ Hán rất hấp dẫn, nhất là những câu thầy không hiểu hết ý. Thầy bảo cô gái: "Cô đừng có lo, cứ theo cái quẻ cô vừa rút thì số cô thuộc loại là đa thủy tắc kim trầm, tức là nước nhiều quá, vàng nó bị chìm xuống đáy." Cô gái nghe nhắc đến vàng, hồi hộp ngắt lời: "Nghĩa là sao ạ thầy?" Bất cứ nữ thân chủ nào, từ bậc trí thức đến cô gái bán khoai, thầy đều bảo là thuộc dòng dõi đài cát, là tiên mắc đọa. Rồi thầy giải thích: "Nghĩa là mắt nom thấy vàng mà tay không lấy được." "Ôi giời, vậy thì thà đừng nhìn thấy còn tốt hơn thầy ạ." "Không, số cô ăn về trung vận và hậu vận. 5 năm nữa cô sẽ giàu lớn, vì lúc ấy dòng nước bị cạn, vàng nó sẽ nổi lên cho cô hưởng. Cô lẽ sẽ lấy chồng giàu mà xuất ngoại chứ không có ở quê nhà." "Thật hả thầy? Con sẽ xuất ngoại hả thầy?" "Đúng, là vì quẻ của cô là quẻ thiên lý mã, tức là ngựa vượt nghìn dặm." Cô gái hân hoan cảm ơn, trả tiền quẻ và từ giã. Cô là người khách cuối cùng nên cô vừa ra thì bà Minh Tâm tiến vào nói ngay: "Thầy ơi, nhờ thầy coi lại giùm con, bữa thầy cho..." "Không ứng nghiệm à? Bà có làm đúng như lời tôi dặn không?" "Có chứ thầy, thầy nói con đốt lá bùa, lấy cho pha vô ly nước cho chồng con uống. Con làm đúng như vậy rồi mà chồng con vẫn bỏ đi, không về với con thầy à?" Bên ngoài mưa bay lất phất, gió hắt từng đợt vào vách gỗ. Trong nhà chỉ còn mình bà Minh Tâm. Thầy Trấn Quốc rót trà ra ly, khoan thai mời: "Bà uống cốc nước đi, để tôi xem lại." Nghề thầy bói không có cách quảng cáo nào hữu hiệu cho bằng lời đồn miệng. Cái lợi thế của thầy bói là hễ nói sai thì người ta quên, mà lâu lâu đoán đúng thì 1 đồn 10 lan truyền rất nhanh. Biết thế nên nhân dịp hôm nay trời mưa vắng khách, thầy Trấn Quốc liền mời bà Minh Tâm ngồi lại chơi, rồi dài dòng kể một giai thoại để hy vọng nhờ cái miệng của bà đi tuyên truyền dùm cho thầy. Thầy bảo: "Bùa của tôi bao giờ cũng ứng nghiệm bà. Để tôi kể cho bà nghe. Cái dạo tôi còn ở chùa Trấn Quốc á, thì một hôm có 2 anh công an lái ô tô đến mời tôi đi. Tôi lấy làm lạ lắm, là vì tôi hành nghề ở đây đã cả 10 năm, xem cho biết bao nhiêu là du khách, kể cả khách nước ngoài, chả ai cấm cản gì cả. Đất nước thời mở cửa mà, lãnh đạo bây giờ đã xác minh xem bói là một nét văn hóa dân tộc cổ truyền, chứ chả phải là nghề mê tín dị đoan hoặc là bị xem là duy tâm như ngày trước. Thế mà chả hiểu tại sao hôm ấy công an lại đến bắt tôi đi." "Thôi chết, rồi sao nữa thầy? Rồi mấy ông đó có làm khó dễ thầy không?" Thầy Trấn Quốc đốt điếu thuốc, giết một hơi dài, rồi khoan khoái ngửa mặt nhả khói. Về thuốc lá thì thầy chỉ hút có một loại duy nhất là thuốc con mèo. Vì thầy tuổi mão,
Tân Mão sinh năm 1951. Thầy nói điều này cho chị Thuần biết, để mỗi khi thầy sai đi mua thuốc lá thì đừng nhầm lẫn. Chị Thuần có lần cười bảo thầy: may mà ông tuổi con mèo, người ta lại sản xuất thuốc lá con mèo cho ông hút chứ. Ông một tuổi con trâu thì làm gì có thuốc lá con trâu ông. Nhà chỉ có hai người, một chủ một tớ, mà thầy Trấn Quốc lại dễ tính, nên chị Thuần hay nói đùa cho vui. Nhưng khi thầy tiếp khách thì chị tránh tối đa không lên nhà, cả ngày chỉ quanh quẩn dưới bếp, trừ khi thầy gọi. Giết xong hơi thuốc, thầy Trấn Quốc tiếp tục kể trước cặp mắt chờ đợi của bà Minh Tâm. Thầy nói: hóa ra là không phải công an bắt tôi bạn. Họ bảo tôi lên ô tô chở đi lanh quanh một lúc, rồi chui vào cái cổng sau một cái nhà xây to lắm, biệt thự thì đúng hơn. Cổng trước sân sau đều có bảo vệ ôm súng đứng gác. Bà biết nhà ai đấy không? Nhà riêng của đồng chí bí thư thành ủy. Chao ôi, cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi có bao giờ được đặt chân vào những chỗ oai nghiêm như thế này đâu. Tôi hãi quá bà. Nhưng mà bà bí thư gọi tôi vào buồng riêng hỏi chuyện. Tôi càng sợ. Bà bí thư bảo tôi ngồi rồi kể hết chuyện nhà cho tôi nghe. Bà Minh Tâm chố mắt tò mò hỏi: chuyện nhà là chuyện gì hả thầy? Thầy Trấn Quốc giả giọng phụ nữ nói: bà bí thư bảo tôi này, tôi nghe danh thầy đã lâu, nay có việc phải nhờ đến thầy. Nhưng mà thầy phải kín mồm kín miệng nhé. Chuyện này ông nhà tôi mà biết thì chết cả thầy lẫn tôi. Này, chả là thế này, đứa con thứ ba của tôi sắp tốt nghiệp phổ thông, định cho nó đi du học bên Canada. Đùng một cái, ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào. Nó ăn phải bùa mê thuốc lú, nó phải lòng cái thằng kế toán ở phòng tài vụ, rồi bỏ trốn nhà đi ở riêng với cái thằng phải gió đấy. Đau đớn cho tôi là cái thằng ấy nó đã có vợ hai con rồi. Ông nhà tôi hết khuyên rồi lại đánh, nó vẫn không dứt ra được. Thật là nó bôi giò chát chấu vào mặt vợ chồng tôi đây này. Ông nhà tôi sợ là các anh ở trong bộ chính trị biết thì nhục nhã lắm. Hôm nay ông ấy vào công tác trong thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới mời thầy đến nhà. Thầy có cách nào cứu con tôi không? Thầy mà cứu được con gái tôi thì tôi không bao giờ quên ơn thầy. Thầy Trấn Quốc trở lại giọng bình thường của thầy, nhìn bà Minh Tâm và hãnh diện thêm: thử hỏi bà, đường đường là bí thư thành ủy mà hạ cố nhờ đến tôi, chẳng nhẽ tôi không ra tay. Bà Minh Tâm nghe đến đây càng háo hức muốn biết câu chuyện kết thúc ra sao. Bà nịnh thầy Trấn Quốc một câu: còn biết mà, bao nhiêu thầy ở quanh Hà Nội mà ông bà bí thư cho mời thầy, tức là họ phải tin ở thầy chứ. Thầy Trấn Quốc hài lòng lắm, nhấc cái ấm rót thêm nước trà vào ly cho khách. Câu chuyện cứu con gái bí thư thành ủy chỉ là một mơ ước mà nhiều đêm thầy Trấn Quốc thường nằm tưởng tượng ra. Giá thầy có bùa, hay nói đúng hơn, nếu trên đời này quả thực có một thứ gọi là bùa, thì thầy sẽ sử dụng ngay để trừng trị cái thằng đàn ông đã dám quyến rũ con gái xinh đẹp của đồng chí bí thư. Hoàn thành được công tác ấy, tên tuổi thầy sẽ nổi như cồn, tha hồ giúp thầy hốt bạc. Nhưng làm gì có chuyện ấy, đồng chí bí thư thành ủy già lắm rồi, làm gì còn con gái chưa chồng. Huống hồ giả như có cô con gái mê trai thì với cương vị ủy viên trung ương đảng, thiếu gì cách giải quyết mà phải nhờ đến thầy bùa cho mang tiếng là duy tâm. Chẳng qua là thầy Trấn Quốc phịa ra từ A đến Z để tự nâng giá trị cho mình mà thôi. Rót nước cho khách xong, thầy thấy cái ấm đã cạn gần hết, thầy quay xuống bếp gọi: Thuần ơi, đem cái bình thủy nước sôi lên đây. Bên ngoài trời vẫn mưa đều đặn, gió vù vù thổi từng cơn. Bà Minh Tâm bưng tách trà nhìn ra cửa và nhận ai xét: chà, mưa kiểu này chắc lâu lắm mới dứt. Thầy Trấn Quốc cười thành thật: mời bà cứ ngồi chơi, về làm gì vội, tôi có bận gì đâu, lâu lắm mới được một hôm nhàn rỗi. Dạ, cảm ơn thầy. Chắc là con ngồi đây tới chừng nào thầy có khách thì con về ạ. Dứt lời, bà cúi xuống moi trong giỏ hộp thuốc lá con mèo, loại hộp tròn bằng thiếc chính tông hàng ngoại mà thầy rất quý. Bà kính cẩn đưa lên trước mặt thầy Trấn Quốc và nói: con biếu thầy, con có người quen ở bên Mỹ về, con năn nỉ mua lại làm quà biếu thầy, gọi là chút lòng thành. Con còn phải nhờ thầy nhiều. Thầy Trấn Quốc cảm động lắm, không biết bà Minh Tâm quý tài năng của thầy hay sợ bùa phép của thầy mà phải lấy lòng. Nhưng dù quý hay sợ, hễ ai cho là thầy không nỡ từ chối, vì sợ phụ lòng người ta,
nhất là khi món quà ấy lại là thuốc lá con mèo. Bà Minh Tâm nôn nóng hỏi: Thầy ơi, rồi thầy có cứu được con gái bà Bí Thư không hả thầy? Thầy Trấn Quốc hiu hiu tự đắc đáp: Sao lại không? Bà để tôi kể hết đầu đuôi cho bà nghe. Tôi hỏi cái thằng dụ dỗ con gái đồng chí Bí Thư nó tuổi gì? Bà Bí Thư bảo cho tôi biết là nó tuổi con gà. Tuổi gà, chắc là Kỷ Dậu, sinh năm 69. Thầy Trấn Quốc gật đầu rồi đưa cả hai bàn tay lên diễn tả cùng với giọng nói trầm xuống như người ta kể chuyện ma. Thầy nói: Đúng thế, thằng ấy tuổi Kỷ Dậu. Bà biết không, tôi liền lấy lá bùa, tôi ghi tuổi nó vào lá bùa ấy, rồi tôi thắp hương cầu nữ thánh Nina của Chiêm Thành. Xong rồi tôi đốt lá bùa, đốt ngay trước mặt bà Bí Thư. Khói bay lên mù mịt. Lạ lùng lắm bà. Tôi là thầy bùa mà tôi còn thấy rợn cả người. Lạ là sao hả thầy? Thầy thấy cái gì mà thầy nói là thầy rợn người? Cái làn khói thuốc từ lá bùa bốc lên, nó cứ quyện lấy nhau, đan vào nhau thành hình số 8. Hình số 8 rõ mồn một, chứ không cần phải tưởng tượng, bà Bí Thư cũng phải kêu lên cơ mà. Lạ hơn nữa là trong buồng bà Bí Thư lúc ấy, quạt máy thổi vô vô, mà cái hình số 8 vẫn y nguyên, chỉ bay lên cao chứ không tan. Mãi đến khi cái làn khói nó chạm vào nóc nhà thì nó mới biến mất. Rồi nhưng mà cái hình số 8 là làm sao thầy? Điềm gì vậy thầy? Người Tàu thì người ta thích số 8 lắm, vì số 8 đọc là bát thì nó gần đồng âm với chữ phát, tức là phát tài đó thầy. Thành ra con thấy nhà số 8 hay là xe số 8 đều dễ bán mà giá bán lại cao. Có đúng vậy không thầy? Đấy là cách xem số của người Hoa. Còn bùa của tôi ra thì lại khác hẳn. Hình số 8 tức là cái còng, là đi tù mọt gông. Người ta gọi là còng số 8 mà lại... Tôi mới bảo bà Bí Thư: Xin bà cứ an tâm, quẻ của tôi chưa bao giờ sai. Đấy, chính mắt bà nom thấy con số 8 khi tôi đốt lá bùa hỏi về cái thằng kia. Tôi xin có lời chúc mừng bà. Cái đứa dụ dỗ con bà sắp vào ngồi chơi trong nhà đá. Tù lâu đấy bà. Nó mà có ra được thì con gái bà cũng đã tay bồng tay mang rồi. Bà Bí Thư mừng quá, dúi vào tay tôi một nắm tiền, rồi bảo lái xe đưa tôi về chùa Trấn Quốc. Ồ, vậy chắc bà Bí Thư là phục tài thầy lắm đó thầy à. Thầy Trấn Quốc hiu hiu tự đắc đáp: Vâng, quả nhiên chỉ hai hôm sau thì có tin thằng ấy bị công an bắt quả tang buôn lậu thuốc phiện. Bắt ngay ở ga Hàng Cỏ. Thuốc phiện giấu dưới đế giày, rành rành không chối cãi vào đâu được. Bà Minh Tâm thở phào kêu lên nho nhỏ: Trời ơi, bùa linh quá thầy à. Giờ này nghe thầy kể mà con còn dựng cả tóc gáy lên ấy. Thánh dạy thì làm sao mà sai được. Tôi nghe bảo là thằng ấy có thể bị tử hình. Cái gì chứ thuốc phiện thì pháp lệnh nhà nước ta gắt gào lắm. Đúng rồi thầy, con biết mà. Việt Kiều từ Canada, từ Úc về, mang thuốc phiện về mà còn bị tử hình, nói chi là người trong nước. Thầy Trấn Quốc rót thêm nước trà vào tách cho khách. Thấy bà Minh Tâm có vẻ say mê tán thưởng câu chuyện lạ, thầy Trấn Quốc hứng chí kể tiếp. Bà biết không, cái này mới là bí mật đây này. Một tháng sau bà Bí Thư lại cho người đến chùa Trấn Quốc tìm tôi. Nhưng bận này thì không đến nhà bà được là vì đồng chí Bí Thư vừa đi công tác vậy. Sợ tiếp tôi trong nhà thì mang tiếng. Tai vách mạch rừng mà, giấu thế nào được phải không bà? Đúng rồi. Dạ, nhưng mà lần này thì bà đi tìm thầy làm gì? Con gái bà bỏ cái thằng kia rồi mà. Thầy Trấn Quốc hạ giọng nhỏ hẳn đi, dù trong nhà chẳng có ai ngoài chị Thuần đang nằm đọc báo dưới bếp. Thầy nói: Bà Bí Thư hỏi tôi về tương lai của chồng bà ấy. Lúc ấy tôi mới biết là ông ấy vẫn đang vận động để kỳ đại hội đảng sắp tới nhắm chức thủ tướng thay thế ông Phan Văn Khải nghỉ hưu. Thầy Trấn Quốc ngừng lại, trợn mắt nhìn bà Minh Tâm và dặn: Bà nhớ giữ kín đấy nhé, tôi chưa kể với ai chuyện này đâu. Bà Minh Tâm gật đầu rồi bỗng thở dài quay lại đề tài cũ. Nhưng mà thầy nói thầy cho bùa linh lắm, mà sao cái bùa thầy cho con không ứng nghiệm chút nào? Chồng con cứ vẫn mê vợ bé, đâu có chịu quay về với con đâu thầy. Thầy Trấn Quốc nhìn khách hàng ái ngại nhưng thản nhiên đáp: Thì tôi đã nói với bà rồi,
Chồng bà bị con ma truyền kiếp đã 300 năm nó theo nó ám để phá gia cang nhà bà. Chẳng qua là vì nó ghen với bà. Tiền kiếp bà là dòng dõi quý tộc cho nên bà mới bị nó ghét. Bà Minh Tâm gượng cười ngắt lời. Thầy nói vậy chứ con là gốc người Cao Bằng. Quê nội quê ngoại đều Cao Bằng hết. Mấy đời là toàn là làm rừng không thầy ạ? Dòng dõi quý tộc gì đâu thầy. Phải chi con là người Hà Nội hay là ở Huế thì gốc gác mới dính tới hoàng tộc chứ. Thầy Trấn Quốc ú ớ không biết nói sao. Bình thường thầy chưa thấy ai phản đối khi được thầy nịnh về dòng dõi. Đây là người khách đầu tiên dám phủ nhận gia phả quý tộc của mình. Thầy chữa lại. Thì biết đâu ông tổ mấy đời của bà đang làm quan ở Huế hay ở Hà Nội chẳng hạn. Rồi được vua sai lên khai phá ở trên Cao Bằng. Rồi lâu dần để thoái quan vi dân. Rồi sống gần những dân tộc ít người thì gia đình bà không có để ý đến gốc gác nữa. Bà nên nhớ rằng cái con ma mà nó ghen với bà đó thì bà phải có lý do chứ. Bà phải là người cao quý chứ, nếu bà là người tầm thường thì con ma nó ghen với bà làm cái gì. Bà Minh Tâm đành gật đầu để khỏi mích lòng thầy. Thầy lại tiếp. Mà cái con ma nữ này nó có uy lắm. Lá bùa lần trước tôi cho bà là loại bùa thường, không đủ sức diệt nó. Hôm nay tôi sẽ cho bà loại bùa mạnh hơn, gọi là âm dương đại ngải. Bà dùng chắc là phải công hiệu. Mình cũng đốt rồi mình lấy cho pha cho chồng con uống giống như kỳ trước hả thầy? Thầy Trấn Quốc gật đầu. Thì cũng đốt như lần trước. Nhưng trước khi đốt, bà gấp lá bùa lại, gấp làm tư làm tám gì cũng được. Bà bỏ vào cái túi vải nhỏ, lấy kim băng khâu vào cặp quần, đeo lá bùa 72 tiếng đồng hồ, tức là đúng 3 ngày, rồi mới đốt. Bà Minh Tâm nhíu mày hỏi lại cho rõ. Thầy nói sao? Đeo lá bùa ở dây lưng quần 72 tiếng đồng hồ, vậy là đeo bên trong quần hay là ngoài quần hả thầy? Trò này thật tình mà nói thầy Trấn Quốc chỉ vừa mới nghĩ ra, vì bà Minh Tâm hôm nay mặc quần lô cắt, hở nguyên một mảng bụng khá sâu dưới rốn. Thầy thấy hấp dẫn, cho nên thầy cho đeo bùa ở đấy. 2 năm hành nghề, mỗi ngày một học hỏi thêm, thầy nghiệm ra rằng phải có óc sáng tạo, phải bạ mồm ăn nói, bịp bợm không thương tiếc, lương tâm không áy náy, lấy tiền không nương tay, thì mới thành công nhanh chóng được. Thầy nhấn mạnh, bên trong chứ, lấy kim băng cài vào quần lót của bà, giấu kín đừng cho ai thấy, nhất là chồng bà. Đã gọi là âm dương đại ngải mà lại, có nghĩa là phương pháp luyện bùa bằng khí âm dương. Nhớ phải giấu kín, người ta thấy là bùa hết linh ngay. Bà Minh Tâm ngượng ngùng hỏi lại. Đeo cái túi bùa 3 ngày, vậy là con phải mặc cái quần đó trong 3 ngày, không được thay quần sao thầy? Rủi con muốn thay nó thì phải làm sao hả thầy? Thầy Trấn Quốc ú ớ một chút rồi đáp. Thay được chứ, thay quần thì tháo lá bùa ra cài vào cái quần bà mới thay. Nói tóm lại là bùa phải ở trên người bà ít nhất là 3 hôm để luyện phép âm dương. Sau đó bà cho chồng bà uống thì mới công hiệu. Dạ, con hiểu rồi thầy. Tưởng 3 ngày không được thay cái quần nữa thì cực quá. Thầy mở học tủ lấy lá bùa âm dương đại ngải trao cho bà. Cũng vẫn chỉ là một tờ giấy vàng đục. Trên đó thầy vẽ chằng chịt những hình thù quái dị mà chỉ có mình thầy hiểu hoặc chính thầy cũng không hiểu. Bà Minh Tâm đỡ lá bùa gấp lại, kính cẩn bỏ vào bóp. Bà toan trả tiền thì thầy Trấn Quốc lại mở ngăn tủ, lấy ra một cuộn giấy tròn, đưa cho bà. Tuy thầy có đôi chút cảm động vì tính tình hào phóng của bà Minh Tâm đã tặng quà cho thầy, nhưng thầy thấy không bao giờ nên bỏ qua cơ hội moi tiền. Mỗi khi gặp được khách sộp như bà, thầy ân cần bảo, đây là bó công văn gửi thánh, gồm 9 tờ sớ tôi đã soạn sẵn và đặt trên bàn thờ dưới chân nữ thánh Nina đủ 49 ngày. Bà mang sớ về, bà đốt sớ, gửi lên thiên đình để cầu thánh ra tay trừng trị con ma chuyển kiếp đang phá hoại hạnh phúc gia đình bà. Bà Minh Tâm run run đỡ lấy và nói. Dạ, cảm ơn thầy. Nhưng mà đốt sớ trước hay là cho chồng con uống bùa trước ạ? Trước sau gì cũng được. Bà Minh Tâm cất cuộn giấy vào bóp và nói. Thầy cho con gửi tiền luôn ạ. Thầy Trấn Quốc lên giọng ân nghĩa. Bó công văn này tôi tính người ta là 90.000. Là bởi vì 9 tờ sớ mà, mỗi tờ là 10.000, vị chi là 9 vạn. Nhưng bà là khách quen, tôi bớt bà 2 vạn. Bà Minh Tâm không than đắt rẻ,
vẫn giữ nguyên nụ cười, mặt không hề đổi sắc. Bà nói: Dạ, tiền bạc thì không thành vấn đề với con, miễn là thầy giúp con giải quyết chuyện gia đình. Xong việc con sẽ trở lại con hậu tạ thầy. Thế nào cũng xong, nhưng bà đừng có nóng ạ. Lắm khi gặp con ma nó hung quá đó, tôi phải trị đến cả nửa năm mới đuổi được nó. Thế là bà Minh Tâm hân hoan nạp cho thầy 50.000 tiền quẻ, tiền bùa và 70.000 tiền sớ. Trước khi ra về, bà còn cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Ôi thôi chết, chút xíu nữa quên. À, thầy cho con hỏi nha. Vậy chứ cái bó cung văn gửi thánh á, bây giờ mang về đốt liền hay là cũng phải cột vào trong quần ạ? À? Thầy Trấn Quốc nhét tiền vào túi sau và đáp: Bùa bà mới phải cài vào cặp quần, còn công văn gửi thánh thì khỏi. Khi nào bà đốt bùa thì đốt luôn công văn để thánh chứng giám. Bà Minh Tâm đứng dậy lắng nghe lời thầy dặn. Một lần nữa thầy Trấn Quốc lại được nhìn cái cặp quần thời trang bà mặc trễ sâu xuống dưới rốn mà thầy đã trố mắt theo dõi ngay từ lúc bà mới vào cởi áo mưa máng lên vách. Bà mới 33 tuổi, dáng đẹp thanh thoát, lôi cuốn lòng người. Thầy Trấn Quốc mà có được người vợ như thế thì cuộc đời chả còn mơ ước gì nữa. Ấy thế mà bà Minh Tâm lại bị chồng chê, phải đến nhờ thầy cứu vớt. Âu cũng là cái quy luật hồng nhan đa chuân, ngàn đời vẫn đúng. Bên ngoài, cơn mưa vừa dứt, để lại những vũng nước loang loáng trên con hẻm mặt đất lởm chởm. Bà Minh Tâm chào thầy Trấn Quốc rồi khoác áo ra đi. Thầy Trấn Quốc nhìn theo một chút rồi khoan khoái quay xuống bếp gọi chị Thuần sai đi mua đồ nhậu. Đã lâu lắm thầy mới được một ngày vắng khách, tận hưởng cái thú ngồi một mình nhâm nhi cốc rượu Tây với món mồi nhậu thầy say mê nhất là bao tử phá lấu bán ở đầu đường. 4 tháng trước, có người đến xin số may, gặp lúc thầy đang coi cuốn lịch tử vi để học hỏi thêm. Khách hỏi, thầy nhìn xuống thấy trang 327, thầy liền cho đại 3 số đó. Không ngờ sổ số trúng, người khách trở lại biếu thầy chai Hennessy thứ thiệt để làm quà đền ơn, vì trong tương lai chắc chắn sẽ còn phải nhờ đến thầy. Thầy quý rượu hàng ngoại lắm, thành ra chỉ uống một mình, dứt khoát không mời ai. Tiểu lượng thầy không cao nên chai rượu quý có thể kéo dài được cả năm. Thầy chỉ mượn rượu để làm tăng sức hấp dẫn của mồi nhậu mà thôi. Từ ngày vào Nam, thầy vui mừng khám phá ra miền Nam giàu quá, cho nên có nhiều món ăn chơi, trong khi miền Bắc chỉ toàn món ăn thật. Chẳng hạn con gà miền Bắc thường chỉ kho mặn để cả nhà ăn dần, chứ mấy ai đã dám đem luộc rồi làm món xé phay nhậu chơi cho vui câu chuyện. Quả dừa cũng thế, ở miền Bắc thì cứ để cho thật già rồi lấy cùi dừa cứng như đá kho với thịt để ăn cơm, trong khi tại miền Nam thì cứ hái bừa bãi dừa xanh để lấy nước uống. Những khi ngồi đơn độc bên bàn rượu, nhất là gặp ngày mưa gió vắng vẻ như hôm nay, hơi men thấm nhẹ nhẹ vào cơ thể, thầy thường suy ngẫm về chuyện đời và càng tin rằng người ta có số. Thầy lang thang đói khổ bao nhiêu năm, không biết làm gì để đủ sống. Nghề không có mà vốn cũng không đủ, vợ con thôi đành chia tay để tha phương cầu thực. Bỗng dưng một sớm một chiều phất lên như diều, chỉ vì nghĩ ra được cái nghề thầy bói. Cả nước đang lao vào cơn lốc đánh đề, thầy chỉ việc cho số lấy tiền, không cần biết trúng hay không. Chị Thuần nghe thầy Trấn Quốc gọi từ dưới bếp cầm cái nón đi lên, nét mặt không vui. Thầy đưa cho chị một nắm tiền và dặn dò vài câu. Chị lặng lẽ cầm lấy, không nói gì, lủi thủi bước ra con hẻm lầy lội sau cơn mưa. Mấy tiếng đồng hồ vừa qua, chị Thuần ngồi nhặt rau và làm các việc vặt trong bếp, nhưng mắt vẫn ngó lên theo dõi thầy Trấn Quốc và bà Minh Tâm. Chị thấy rõ có cái gì khác lạ trong cách đối xử của thầy đối với bà khách sang trọng này. Bình thường thầy Trấn Quốc tiếp ai cũng chỉ vội vã cho xong để lấy tiền. Riêng với bà Minh Tâm thì thầy chẳng những kiên nhẫn giảng giải mà còn ân cần rót nước mời bà ngồi đàm đạo. Dĩ nhiên thầy vẫn lấy tiền, vẫn chém thẳng tay, nhưng rõ ràng có thiện cảm đặc biệt với bà. Tuần trước bà đến lần đầu xin bùa gia đạo, lúc bà đi rồi thầy ngồi ăn cơm với chị cứ nhắc đến bà hoài, chê trách thằng đàn ông có người vợ lịch thiệp như thế mà còn bỏ bê theo vợ bé. Từ phút đấy, chị Thuần đã để ý và theo dõi thái độ của thầy. Và quả nhiên lần này, bà trở lại thì thầy đã lộ hẳn ra sự vồn vã bất thường của thầy.
Chị Thuần không vui chút nào. Chị không muốn thầy Trấn Quốc của chị vướng mắc tình cảm với bất cứ ai, kể cả việc thầy trở ra Bắc đón vợ con vào. Thầy cứ sống như thế này bên cạnh chị thì chị còn có chút hy vọng một ngày nào đó thầy sẽ để ý đến chị, và từ địa vị một người giúp việc, chị có thể nâng cấp tiến lên làm vợ thầy. Tuy là người ở, nhưng chị Thuần không mặc cảm, bởi chị đã kể cho thầy nghe hoàn cảnh của chị. Chị lặn lội vào Sài Gòn tìm chồng, cạn hết tiền vẫn không ra manh mối, phải tạm thời làm bất cứ việc gì để có chút lộ phí trở về. Vì thầy Trấn Quốc năn nỉ, chị mới nán lại và dần dà đổi ý muốn xây dựng lâu dài với thầy. Thật ra thì cái chuyện muốn xây dựng với thầy đã một lần suýt xảy ra. Chị nhớ rất rõ một đêm mùa hè năm ngoái, có người đến đón thầy Trấn Quốc đi ăn trong chợ lớn. Đó là một ông khách lớn tuổi, nhờ bùa yêu của thầy mà vớ được cô gái trẻ, hoan hỉ trở lại đưa thầy đi tiểu lầu như lời ông hứa trước. Việc ấy vẫn thường xảy ra, một phần vì người ta quý thầy hoặc sợ uy của thầy. Dĩ nhiên bùa yêu của thầy chỉ là một mảnh giấy vớ vẩn, tẩm chút nước hoa rẻ tiền, chẳng bao giờ có công hiệu. Nhưng chuyện đời lâu lâu vẫn có sự tình cờ trùng hợp, mèo mù vớ cá rán. Thành ra thiên hạ mới có câu phúc chủ lộc thầy để chỉ những sự ngẫu nhiên vô lý đó. Đêm ấy, thầy đi đến gần nửa khuya mới về. Chị Thuần ở nhà thu dọn mọi việc, đi tắm thay đồ ngủ rồi lên giường nằm. Không cần phải chờ thầy vì thầy có mang chìa khóa riêng. Giúp việc thầy mới hơn nửa năm, chị đã đổi thay nhiều vì cuộc sống nhàn rỗi, công việc chẳng có bao nhiêu, mà thầy Trấn Quốc lại dễ tính, ít chửi mắng chị. Chị lên thêm vài ký, nước da trắng hơn xưa, bộ đồ nào bây giờ cũng hơi chật, thân hình căng ra phơi phới. Lương tháng của chị, thầy Trấn Quốc ấn định lúc đầu cũng tương tự như ở những nhà khác, nhưng thầy thường dúi thêm cho chị những hôm đắt khách, và nhất là tiền trợ chị muốn bớt xén làm sao cũng được, chả bao giờ thầy quan tâm theo dõi. Tháng thứ ba chị đã có tiền gửi về Bắc cho gia đình. Chị mơ ước cứ sống mãi như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Chị Thuần năm nay mới ngoài 30, lấy chồng 9 năm nhưng chị ở với chồng được có 5 năm thì chồng bỏ vào Nam tìm việc, hẹn sẽ về đón chị khi ổn định xong chỗ ăn chỗ ở. Tháng ngày trôi nhanh, thằng chồng đi luôn không liên lạc nữa. Ở lại đất Bắc, chị bơ vơ giữa lúc tuổi đời còn khá trẻ. Phân vân mãi, chị đành liều thân lên đường vào tìm dù chẳng có chút hy vọng gì, và nhất là cả đời chưa bao giờ dấn thân phiêu lưu từ Bắc vô Nam. Bà mẹ ruột cứ cay đắng nhắc chị. Ở đời hễ chồng đâu thì vợ đấy, mày để nó đi một mình như thế thì kể như mất chồng rồi con ạ. Giả như mà còn thời chiến, nó phải đi bộ đội thì đã đành. Bây giờ hòa bình rồi, mày cho nó đi như thế thì có khác nào mày thả hổ về rừng. Cả năm nay nó không có một tí thư từ nào cả. Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi, chịu khó lặn lội một chuyến vào trong dò la tin tức xem thế nào. Nếu mà nó quen đứa khác rồi thì bắt nó ly hôn, rồi việc mình tính. Mày mới có hàm mấy tuổi đầu, chả nhẽ cứ ngồi mốc lên đến già hay sao? Thuần khổ sở đáp. Chị còn cũng muốn đi tìm lắm chứ, nhưng mà con biết anh ấy ở đâu mà con tìm. Bà mẹ chép miệng thêm. Thì chỉ quanh quẩn ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh chứ đi đâu nữa. Chả nhẽ nó mò mẫm vào trong tận đấy để nó lên rừng nó đặng củi à? Ngay cả bà mẹ chồng cũng bảo Thuần bằng giọng tội nghiệp. Thế cả năm nay thằng Đản nó chả có thư từ gì với con à? Thật đúng là cha mẹ sanh con rời sanh tính, nó tệ quá, chả giống bố nó tí nào. Ai lại có vợ rồi mà cứ biệt tâm biệt tích như chim sổ lồng, chả thăm chả hỏi gì. Thế con có định là con vào trong tìm nó không? Bà mẹ chồng vốn có lòng thương con dâu vì suốt mấy năm qua thấy Thuần kiên nhẫn chờ con trai bà, không hề bị tai tiếng gì trong làng. Thuần lại chăm chỉ lo hết việc nhà chồng, rồi hễ khi nào ngừng tay rảnh rỗi một chút lại xin phép mẹ chồng về cho thăm bố mẹ ruột. Bà sợ tình trạng ngăn cách này kéo dài thì thể nào Thuần cũng sa ngã, mang tiếng cho gia đình bà, nên bà mới giục con dâu đi tìm. Nhưng riêng cô em chồng thì lại sẵn ác cảm với Thuần, cho nên cô bản ngang. Ôi dào, lá sụng thì về cội, anh ấy đi chán rồi thì cũng mò về với chị chứ đi đâu. Việc gì mà phải tìm với kiếm, rách việc. Bà mẹ mắng át đi. Này,
Tao vả vào mồm cho bây giờ. Mày biết cái gì mà bàn? Ăn chưa no, lo chưa tới. Đừng có mà nói ngang. Đắn đo mãi, Thuần quyết định lên đường, đem theo số vốn ít ỏi làm lộ phí. Nhưng tìm làm sao được giữa bể người trùng điệp của Sài Gòn. Không manh mối, không tông tích, tiền bạc cứ cạn dần. Thuần lang thang ra chợ, ngồi chờ người ta mướn bên cạnh bao nhiêu cô gái từ miền quê lên. Sài Gòn bây giờ có đủ mọi loại cò, tức là người trung gian giới thiệu, ăn tiền hoa hồng. Thầy Trấn Quốc đang cần một người giúp việc mà điều kiện căn bản phải là người miền Bắc. Thế là chị Thuần lọt vào nhà thầy. Thầy mừng lắm vì có cảm tưởng gặp người đồng hương gần gũi. Dù vậy, thầy vẫn rất cẩn thận tiền bạc vì thầy đang độ ăn nên làm ra. Thầy mua cái tủ đứng, khóa hai, ổ khóa lớn. Nhưng thật ra thầy không để tiền trong đó. Thầy chia ra, nhét ở nhiều góc cạnh trong nhà mà Thuần không biết. Thầy cũng không giữ nhiều tiền mặt. Hễ có cơ hội là thầy mua vàng, đào lỗ chôn, đặt lu nước hoặc thùng gạo lên trên. Trước mặt Thuần thì thầy vẫn mở tủ bỏ tiền vào. Nhưng khi Thuần đi chợ thì thầy moi ra giấu chỗ khác. Cẩn tắc vô áy náy, kinh nghiệm cuộc sống dạy thầy lúc nào cũng phải đề phòng, mặc dù chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ Thuần là người thiếu ngay thẳng. Ở với thầy Trấn Quốc, Thuần hài lòng lắm. Đất nước nghèo nàn, cả trăm ngàn cô gái trẻ phải lấy chồng Đài Loan một đi không trở lại. Có những cha mẹ ép con gái lấy một gã đàn ông ngoại quốc tật nguyền, ngồi xe lăn nửa điên nửa tỉnh, tay run lẩy bẩy, mồm cứ há ra nước dãi chảy rề rề xuống cổ. Thế mà chỉ được trả có 1.500 đô Mỹ, đứt ruột sinh con, mà rồi nỡ bán đi với giá quá rẻ mạt. Xã hội bần cùng làm con người mất hết tình nghĩa. So với những mảnh đời bất hạnh ấy, thì Thuần thấy mình quá tốt phúc khi về giúp việc thầy Trấn Quốc. Hình ảnh thằng chồng phản bội cứ nhạt dần trong đầu Thuần. Thậm chí Thuần còn mong nó đừng gặp lại để khỏi xáo trộn cuộc sống an bình của Thuần bên thầy Trấn Quốc. Buổi tối hôm ấy, Thuần nằm một mình rồi sực nhớ ra, ngồi dậy viết hai lá thư cho mẹ chồng và mẹ ruột. Nhìn lên tường, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm mà thầy Trấn Quốc vẫn chưa về. Thuần cất giấy bút, tắt đèn phòng khách, tức là gian nhà ngoài chỗ thầy Trấn Quốc tiếp khách, rồi buông mùng lên giường nằm. Thuần ngủ được một lúc khá lâu thì thấy tức ngực, choàng mở mắt dậy. Hóa ra thầy Trấn Quốc đang nằm đè trên người Thuần, chúi đầu hôn vào ngực Thuần, hơi men bốc lên nồng nặc. Thuần mặc bộ đồ ngủ mong manh, bên trong không có gì, rất tiện cho thầy Trấn Quốc. Thầy chỉ ghé giật hàng nút bấm, cái áo chật căng đã bung ra hết. Thuần ú ớ phản đối lấy lệ, khẽ đẩy thầy ra và nói: Ông say quá rồi ông ạ, để con đưa ông vào giường ngủ. Thầy Trấn Quốc không nói nhiều, đôi tay thầy ôm ấp cuồng nhiệt như bị giam hãm từ lâu. Thuần chống đỡ thêm vài câu cho đúng thủ tục, rồi yếu ớt buông xuôi. Xa chồng đã mấy năm, hôm nay thân xác Thuần mới lại có dịp bừng dậy những khát khao thầm kín. Thuần nhắm mắt nằm yên và cảm thấy ngạc nhiên lắm, vì bình thường thầy Trấn Quốc ít để ý đến Thuần. Hóa ra thầy đã thầm yêu trộm nhớ Thuần từ lâu, mà mãi đến đêm nay mới dám mượn cơn say để ra tay hành động. Mà thầy say thật, vì cái quần của Thuần chỉ có một lớp dây thun mà thầy kéo mãi không ra, Thuần phải vụ với thầy, tự nguyện đưa tay xuống tụt quần dùm thầy cho đỡ mất thì giờ. Nhưng cuộc mây mưa bất ngờ và ngắn ngủi ấy chẳng đi đến đâu, chỉ gây cho Thuần nhiều thắc mắc và dần dần chuyển sang thất vọng. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, thầy Trấn Quốc lặng lặng ôm quần áo vào giường của mình. Thầy không nói lời nào, không tỏ một cử chỉ luyến lưu hay vương vấn. Thầy bỏ mặc Thuần nằm tênh hênh ở đó dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ. Sáng hôm sau, Thuần dậy sớm hơn thường lệ, nhớ lại nguyên vẹn chuyện đêm qua. Theo thông lệ, Thuần nấu nước pha trà cho thầy rồi đi tắm và thay bộ quần áo sạch sẽ hơn. Thuần đứng tần ngần ngồi phòng khách một lúc rồi rón rén vào buồng thầy. Thầy Trấn Quốc cũng vừa thức giấc, đang chui ra khỏi mùng, cua chân tìm dép. Thuần nhìn thầy và ngạc nhiên không thấy thầy nói gì, thái độ cử chỉ cũng không có chút gì khác lạ, làm như đêm qua chả có chuyện gì xảy ra. Thậm chí thầy không thèm nhìn Thuần, làm Thuần bực bội hỏi ướm thử: Ông ăn gì để con đi mua? Thầy thản nhiên đáp:
Cái gì chả được, nhưng pha cho ông cốc cà phê đã. Rồi thầy ra sau nhà đánh răng rửa mặt. Thuần vừa lấy cà phê vừa băn khoăn suy nghĩ. Đàn ông lạ thật, họ có thể ngủ với Thuần một cách nồng nàn mà chả có chút xúc động nào trong đó, chả để lại chút tình cảm nào sau cuộc mây mưa. Hay là đêm qua thầy Trấn Quốc quá say, vồ vập lấy Thuần trong cơn men và bây giờ hoàn toàn quên hết, không nhớ chút gì cả. Có thể như thế được chăng? Thầy quên thật hay thầy giả vờ quên? Để đỡ thắc mắc, Thuần chờ thầy rửa mặt thay quần áo xong, ra ngồi uống trà ở bàn làm việc. Thuần liền hỏi. Tối hôm qua chắc ông uống nhiều lắm phải không ông? Thầy Trấn Quốc lạnh lùng hỏi lại. Uống cái gì? Con hỏi ông uống rượu nhiều lắm phải không? Thầy Trấn Quốc vừa khoáng cà phê vừa nhạt nhẽo đáp. Ít thôi thì cũng như mọi khi, một hai cốc là say mềm rồi. Im lặng một chút, Thuần lại gợi. Đêm qua ông về lúc mấy giờ, ông có nhớ không ông? Nhớ làm cái gì, người ta đưa ông về chứ ông có phải lái xe một mình đâu mà cần biết giờ với giác. Thuần chịu không nổi cái thái độ lấp lửng của thầy Trấn Quốc, đành nhập đề thẳng. Thế đêm qua khi về đến nhà, ông làm có gì? Ông có nhớ không? Thầy Trấn Quốc bưng tách trà nóng, nhấp một ngụm rồi đáp. Ngủ chứ làm cái gì? Mà tự dưng sao hôm nay con hỏi vớ vẩn thế? Chạy đi mua cái gì cho ông ăn sáng, khách chờ đầy ngoài cửa rồi. Thuần thở dài thất vọng, lững thững đi ra cửa. Quả nhiên, cả ngày hôm đó và luôn những ngày kế tiếp, thầy Trấn Quốc cứ dửng dưng như không, như chưa hề ôm Thuần và ngủ với Thuần. Thuần đành phải kết luận là vì quá chén, thầy mới chui vào giường Thuần mà không biết gì cả. Sau lần chung đụng duy nhất ấy, thầy Trấn Quốc tuy lâu lâu vẫn say, nhưng không đi lạc vào giường của Thuần lần nào nữa. Tuy thế, Thuần vẫn nuôi hy vọng, lửa gần rơm có ngày phải bén. Và vì vậy, khi thấy thầy tỏ ra thân mật với bà Minh Tâm, Thuần thấy nao nao khó chịu trong lòng và càng buồn cho thân phận của mình. Liên tiếp một tháng trời sau đó, mỗi tuần bà Minh Tâm đều đến gặp thầy Trấn Quốc ít nhất một lần. Lần nào bà cũng ăn mặc tề chỉnh, tỏ rõ phong độ người có cuộc sống cao. Mà chắc bà giàu thật, bởi chưa bao giờ bà xin thầy Trấn Quốc cho số may để đánh đề. Bà chỉ hỏi về gia đạo, về mái ấm gia đình của bà mà thôi. Theo lời bà cho biết, thì lá bùa âm dương đại ngải cũng như 9 tờ sớ công văn gửi thánh, bà đã làm đúng lời thầy dặn, đeo ở cặp quần 72 tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy kết quả. Chồng bà vẫn biền biệt theo vợ bé. Không sao, thầy Trấn Quốc đưa cho bà một nhúm lá cây phơi khô và bảo. Tôi ít khi phải dùng đến cái thứ này. Đây là lá bách niên tương tư thảo, chỉ mọc ở trên núi Hoa Sơn bên Tàu mà thôi. Loại khỉ sống trên núi Hoa Sơn, nếu con đực và con cái cùng ăn chung lá tương tư thảo mọc từ một cây, thì suốt đời chúng nó sẽ sẵn sàng chết cho nhau. Bà đem mấy nhánh lá này về sắc cho khô, rồi giã ra hòa với nước. Bà chia đôi, ông uống một nửa, bà uống một nửa. Chẳng những ông sẽ quay về với bà, mà nếu cần thì sẽ chết vì bà. Bà Minh Tâm nhún nhặt đáp. Dạ, con không cần chồng con chết vì con chỉ cần là bỏ vợ bé về với con là được rồi thầy à. Bà trả tiền bùa rồi đứng dậy cáo từ, về bên ngoài bức màn còn khá đông người ngồi đợi. Trên bàn làm việc, trước mặt thầy có hộp thuốc con mèo bà Minh Tâm tặng. Thầy đã khui ra và hút mất vài điếu. Bên cạnh lại thêm cái bật lửa đan hưu thứ thiệt hàng ngoại mà bà mới cho thầy. Thầy cầm cái bật lửa lên xoay xoay trong tay như thầm nói với bà là thầy rất quý món quà ấy. Thầy ân cần bảo, hễ cần gì thì mời bà cứ lại, tối cũng được. Tôi thức khuya lắm, ai chứ bà thì cứ xem như chỗ người nhà. Bà đã có số di động của tôi chưa? Dạ, thưa bữa trước thầy có cho rồi ạ. Lâu lâu thì con cũng muốn kêu thầy mà ngại quá. Tại biết thầy lúc nào cũng bận. Thầy cho phép thì con sẽ gọi ạ. Thầy Trấn Quốc hài lòng gật đầu. Giả như bữa nay vắng khách thì chắc chắn thầy sẽ rủ bà ở lại đàm đạo, vì thầy nhận thấy lối nói chuyện của bà có nhiều điều rất thú vị, càng ngày càng hợp với thầy. Nếu như thầy có bùa yêu thật thì chính thầy sẽ tìm cách cho bà Minh Tâm uống để bà quên hẳn thằng chồng và chuyển hướng trái tim về phía thầy.
nhưng tiếc rằng mọi thứ bùa yêu của thầy, hay nói đúng ra là mọi thứ bùa yêu của nhân loại đều là bịp bợm cả. Chị Thuần, người giúp việc của thầy đang bị chồng bỏ từ mấy năm nay, có lần nửa đùa nửa thật hỏi thầy về bùa yêu để kéo thằng chồng về, thì thầy thẳng thắn đáp, lấy chồng khác đi. Chị Thuần nhìn thẳng vào mặt thầy và hỏi trúng tim đen của thầy. Nghĩa là trên đời này không có bùa yêu phải không thầy? Sao con lại nói thế? Thì nếu có thì ông đã cho bà Minh Tâm uống rồi. Thầy Trấn Quốc lặng người không đáp. Thầy không ngờ trực giác của Thuần quá bén nhạy, biết rõ thầy đang siêu lòng vì bà Minh Tâm. Nhưng thầy nhún vai tỏ vẻ bất cần, vì Thuần dù sao cũng chỉ là một người ở. Tiễn chân bà Minh Tâm ra gần cửa, thầy bảo, tôi ít khi cho ai số di động của tôi, thân lắm tôi mới đưa, thành ra xin bà giữ kín hộ. Bà Minh Tâm gật đầu rồi chào thầy một lần nữa trước khi ra cửa. Bà vừa khuất sau bức màn thì điện thoại cầm tay của thầy Trấn Quốc đặt trên góc bàn reo vang. Thầy bực mình nhấc lên, thầy ghét ai gọi bằng điện thoại cầm tay vì tốn phí lắm. Nhưng thầy vui vẻ ngay vì bên kia đầu dây là cô em họ mà thầy đã nương nhờ trước khi mở văn phòng coi bói. Thầy nói, cô Xuân đấy ơi, cô chú khỏe không? Gác điện thoại đi, để tôi gọi lại bằng đường dây kia cho đỡ tốn tiền. Không bác ạ, em chỉ nói một câu thôi. Tối hôm qua có cái ông nào ở Hà Nội vào, đến đây hỏi thăm bác đấy. Em cho địa chỉ của bác rồi, thế nào nay mai ông cũng ghé tìm bác đấy nhé. Thầy Trấn Quốc giật mình hỏi lại, thế ông ấy có nói tên là gì không cô? Có phải họ hàng nhà mình không? Không phải bác ạ. Nom lạ lắm, mà em cũng chả hỏi. Lão chỉ bảo là em là dạo trước cùng đơn vị với bác ở bên Campuchia, rồi xuất ngũ về, rồi đi trộn hồ khuân gạch gì chung với bác ấy. Cứ như lão kể thì bác với lão thân nhau lắm, cho nên em mới cho lão địa chỉ của bác ấy chứ. Thôi nhé, để bác làm việc. Cô em gác phone rồi. Thầy Trấn Quốc ngồi thử một lúc, đờ đẫn suy đoán xem thằng bạn nào từ Hà Nội vào tìm. Bạn bè thì quá đông, mà chỗ này lại là chỗ làm ăn của thầy. Lẽ ra thầy phải dặn cô em đừng cho ai biết gốc gác của thầy mới phải. Bạn bè cũ hoặc người thân tộc từ ngoài kia vào tìm thì cũng sẽ mang lại chút niềm vui viễn khách tha hương ngộ cố chi. Nhưng thầy chỉ sợ đó là gia đình bên vợ thầy, vì thầy bỏ trốn đã mấy năm, cố ý không liên lạc về. Lúc này thầy khá giả rồi, đã có cả trăm cây vàng, tội gì còn vương vấn bà vợ quê mùa và bốn đứa con lam lũ ở ngoài Bắc. Thầy đang chạy đua với thời gian để gom tiền mua nhà gấp vì giá nhà càng ngày càng tăng vồn vột. Con người ta khi thay đổi cuộc sống kinh tế từ nghèo lên giàu thì tâm hồn và cách suy nghĩ cũng thường đổi theo, nhất là trong một xã hội mà nấc thang giá trị chỉ tính trên một yếu tố duy nhất là đồng tiền. Ngày mới coi bói, thầy chỉ mong kiếm đủ trả tiền nhà và ngày ba bữa cơm. Lúc ấy thầy đã yếu lòng ngủ với chị Thuần và thoáng có ý định sống lâu dài với chị. Nhưng rồi thầy làm giàu nhanh quá. Thầy nghĩ lại và thấy chị Thuần quá thấp kém so với thầy. Thầy nhắm một người cao sang hơn là bà Minh Tâm, mặc dù thầy chưa biết tí gì về bà. Thầy chưa ngỏ lời tán chỉ vì bà còn đang nhờ thầy kéo thằng chồng bà về. Một thời gian nữa, bà sẽ bỏ cuộc và thầy sẽ nhảy vào thay thế. Chính vì âm mưu đó mà thầy lờ hẳn chị Thuần, trả chị về đúng vị trí của kẻ ăn người ở trong nhà. Bà Minh Tâm đi rồi, còn mấy người khách nữa, nhưng thầy Trấn Quốc tiếp rất nhanh, bởi tất cả chỉ đến để đổi số. Nghĩa là thầy cho họ số may để đánh đề, nhưng không trúng, thì họ đến xin đổi số khác. Mỗi lần đổi như thế, thầy chỉ tính rẻ có 15.000 mà thôi. Có người đổi cả năm trời vẫn không trúng, mà vẫn kiên trì theo đuổi, đến gặp thầy liên tục, không bỏ cuộc. Thầy để ý thấy hầu hết những người nuôi số của thầy đều không trúng. Người trúng duy nhất và đều đặn nhất chính là thầy. Khoảng 7 giờ tối, sau khi người khách cuối cùng ra về, thầy Trấn Quốc bảo chị Thuần ra đóng cửa nghỉ sớm vì thầy định đi coi hát. Tụ điểm văn nghệ gần nhà có buổi trình diễn hài kịch rất vui. Thầy muốn dành một buổi để giải trí. Thầy vươn vai ngồi ưỡn người, lấy thuốc con mèo ra hút. Thầy lim dim nhìn hộp thuốc, ngắm nghía cái bật lửa
mạ vàng lóng lánh và bâng khuâng nghĩ đến bà Minh Tâm. Bên ngoài, chị Thuần vừa đưa tay kéo cánh cửa sắt thì có ba người đàn ông xông đến chặn lại. Trời còn sáng rõ, phố chưa lên đèn. Chị ngước lên nhìn và giật mình thấy cả ba khuôn mặt đều đen đủi và ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn. Chị run run nói: Thầy nghỉ rồi, các ông ngày mai trở lại. Cả ba không thèm quan tâm đến lời chị, hung hăng bước hẳn vào nhà. Một gã gạt chị Thuần sang bên cạnh và nói bằng giọng khinh bạc: Anh em chúng tôi cần thầy gieo cho một quẻ ngay tối nay, xem lành dữ thế nào, để đến sáng mai thì sợ nhỡ việc mất. Nói xong, gã nhìn chị nhe răng cười. Chị Thuần để ý thấy gã bị lé một mắt và ngón út của bàn tay trái bị cụt mất một đốt. Chị phân vân nói: Nếu thế thì cho tôi vào tôi thưa với thầy đã. Cảm phiền các ông chờ một lát ở đây nhé. Các ông có việc khẩn trương thì chắc thầy sẵn sàng tiếp các ông. Vẫn gá mắt lé bảo chị: Chả cần thưa với bẩm gì cả. Cô cứ việc vào lo việc của cô đi, để mặc anh em chúng tôi. Lập tức gã quay lại khép mạnh cánh cửa sắt, cài then trong. Rồi cả ba xăm xăm vén bức màn bước vào chỗ làm việc của thầy Trấn Quốc. Chị Thuần lo âu cất tiếng gọi: Ông ơi, có khách ông ơi. Chị vừa dứt lời thì thằng mắt lé chộp lấy cổ áo chị, kéo mạnh và bảo: Vào ngồi yên trong nhà, câm cái mồm mày lại, mày kêu một tiếng tao cắt cổ. Chị Thuần tái mặt lủi nhanh vô trong. Chị đoán không sai, ngay từ lúc vừa nhìn thấy họ, chị đã ngờ ngợ thấy họ không phải là những khách hàng bình thường đến coi bói. Giờ thì đã rõ, họ là bọn Trấn Lột đến tống tiền ông chủ của chị. Thầy Trấn Quốc vừa xuống nhà đi tiểu, thầy vừa bước lên nhà vừa kéo phẹp ma tuy. Bỗng thầy đứng khựng lại, trố mắt nhìn ba gã đàn ông, và chỉ trong khoảnh khắc mặt thầy tái nhợt hẳn đi như người bất ngờ bị trúng gió. Thầy buột miệng kêu lên: Kìa Trấn, sao mày biết tao ở đây? Trước bàn làm việc của thầy có hai cái ghế, gã mắt lé cùng một đàn em tự tiện ngồi xuống. Đứa thứ ba thì đứng khoanh tay tựa lưng vào vách. Thầy Trấn Quốc run rẩy tiến lại, đứng ở đầu bàn. Gã mắt lé tức là Trần Lé, mặt mũi cô hồn nhất, khoác áo da đen, khinh khỉnh lên tiếng: Tưởng mày trốn ở đâu, hóa ra mày chui vào cái hốc này. Quả đất tròn mà, lanh quanh rồi cũng gặp nhau. Đứa đứng tựa vách gật đầu tiếp lời: Giỏi, ông phải phục mày biết phát huy sáng kiến. Thằng báo du thử du thực, bỗng dưng bây giờ biến thành thầy Trấn Quốc 20 năm danh tiếng ở Hồ Tây. Tài thật chứ. Có biết Hồ Tây với chùa Trấn Quốc nằm ở chỗ mẹ nào đâu mà cũng bày ra. Nghe bảo dạo này mày hái ra tiền, mỗi ngày bỏ túi cả $100. Chúng tao tạt vào thăm và có nhời mừng cho mày. Thầy Trấn Quốc cố lấy lại bình tĩnh, ấp úng phân trần: Tao nói thật, cái chuyến hàng ấy là tao bị công an đuổi bắt, tịch thu hết cả vốn lẫn lãi. Tao phải trốn vào tận trong này mới thoát thân. Rồi để tránh bị theo dõi, tao phải đổi lý lịch lấy tên là Trấn Quốc để che mắt công an. Lời giải thích của thầy Trấn Quốc dĩ nhiên không thuyết phục nổi Trần Lé và đồng bọn, trái lại càng làm chúng ứa gan hơn. Trong khoảnh khắc, cả ba đứa nhớ lại mấy năm rong ruổi đường trường buôn lậu dọc theo các tỉnh vùng biên giới Hoa Việt. Năm đứa cùng chia bùi sẻ ngọt, cùng cảm thông hoạn nạn với nhau, cho đến khi báo phản bội ôm tiền trốn vào Nam. Bốn đứa còn lại, một thằng vào tù giờ này chưa ra. Dò la tông tích mãi, Trần Lé mới phát hiện được người nhà bà con mà báo tạm trú. Trần Lé nhã nhặn bước vào hỏi thăm, mới vỡ lẽ ra báo ngày nay chính là thầy bùa Trấn Quốc. Có được địa chỉ kẻ nội thủ, Trần Lé không xông vào ngay. Gã lân la dò xét, thậm chí làng vàng cả ngày trước cửa con hẻm của thầy Trấn Quốc hành nghề mà chả ai để ý. Gã muốn biết chắc số thu nhập của báo để tiện đưa ra con số đòi hỏi. Từ Bắc lặn lội vào đây, Trần Lé muốn mình thành công, nghĩa là đã đòi thì phải được, bởi không dễ gì quay lại lần thứ hai. Làm việc chung với báo mấy năm, Trần Lé cũng biết báo là tay gan dạ và lắm mưu nhiều kế. Cú này thắng được chỉ nhờ yếu tố bất ngờ mà thôi.
Thầy Trấn Quốc khẩn khoản nhắc lại: Tao thề với chúng mày là tao hôm ấy tao bị công an bắt, tao không bao giờ phản chúng mày. Trần Lé không nói gì, lặng lẽ lôi trong áo ra một con dao to bản dài gần 2 gang tay đặt lên bàn. Rồi gã giơ bàn tay trái lên và nói: Dạo trước tao chót dại làm mất một bao hàng, chỉ đáng giá có độ 5 cây thôi. Tao phải chặt ngón út để tạ tội với chúng mày và để xác minh là tao bị mất cắp thật chứ không phản bạn. Còn mày, mày cướp trắng của chúng tao 30 cây vàng, mày trốn vào tận đây. Không nói lôi thôi gì cả, tao xin mày một bàn tay là xóa hết nợ nần. Chị Thuần nép sau bức vách, nghe Trần Lé đòi chặt bàn tay thầy Trấn Quốc, kinh hãi suýt kêu lên. Hóa ra đây không phải là một vụ trấn lột, mà là thanh toán nội bộ băng đảng. Và cứ như họ nói, thì kẻ phản bội chính là thầy Trấn Quốc, ông chủ khả kính của chị. Bên ngoài, thầy Trấn Quốc vã mồ hôi, run lên cầm cập, chấp tay nói: Oan cho tao, oan cho tao, tao bị công an bắt thật chứ có lừa chúng mày đâu. Tao nói điêu cho cả nhà tao chết. Trần Lé nhấc con dao lên, dùng ngón tay cái cà ngang lưỡi dao như người ta vẫn thường thử xem có đủ sắc hay chưa. Giọng gã điềm tĩnh, không hề tỏ chút oán hận nào. Lạ quá, mày bị công an đuổi bắt phải chạy vào tận trong này. Thế mà 2 năm nay không hề liên hệ gì với chúng tao. Chúng tao cứ ngóng cổ chờ tin mày mà chả thấy tăm hơi đâu cả. Chúng tao lại cứ ngỡ là mày chết rồi chứ. Thằng ngồi đối diện Trần Lé tham gia: Trốn chúng tao đã đành, trốn luôn cả vợ con. Tao cứ tưởng trên đời này đã chỉ có mình tao là thằng bất nhân, hóa ra còn có mày bất nhân hơn tao. 4 đứa con nheo nhóc, mày bỏ, thí tuốt này. Vợ mày mày không khéo mà tần tảo nuôi thì lũ con mày đã đi ăn mày hết rồi. Thằng đứng dựa tường gay gắt lên tiếng: Chuyện vợ con nó kệ mẹ nó, nói làm cái gì cho bẩn mồm anh Trần. Vàng của mình nó cuỗm mới đáng nói, chỉ có cách chặt bàn tay nó mới trừ được nợ. Chặt đi, anh không chặt thì anh để tôi. Dứt lời gã tiến nhanh lại, nắm bàn tay phải của thầy Trấn Quốc dằn lên mặt bàn trước mặt Trần Lé đang cầm con dao lăm lăm giơ lên cao. Thầy Trấn Quốc ú ớ vùng vẫy, mồm làm nhảm phân bua. Trong nhà, chị Thuần đứng nép vào vách, nghe rõ từng câu đối thoại rùng rợn đang diễn ra bên phòng coi bói của chủ nhân. Chị cố trấn tĩnh, nín thở để khỏi bật khóc. Gần 2 năm giúp việc cho thầy Trấn Quốc, chị chỉ biết lơ mơ là thầy từ Bắc vào đây bỏ lại vợ con ngoài ấy. Nhưng tuyệt nhiên chị chẳng bao giờ ngờ thầy xuất thân là dân giang hồ, đi buôn lậu rồi phản bội bạn bè, ôm tiền trốn vào đây, thay đổi tên họ và hành nghề thầy bói. Hóa ra thầy thuộc thành phần tối ưu bất hảo. Chị thầm trách thầy đã dính vào băng đảng mà còn trở mặt thì dại quá, vì sớm muộn gì cũng phải đền tội. Ở với thầy thế nào cũng có ngày bị vạ lây. Bên ngoài, thầy Trấn Quốc cố giằng tay và kêu lên: Oan cho tao, oan cho tao, để tao nói đã. Tao không có ý lừa chúng mày, nhưng mà chúng mày đã nói thế thì để tao giả lại 30 cây. Trần Lé buông con dao xuống bàn, vói tay mở hộp thuốc con mèo của thầy Trấn Quốc, rút một điếu cắm lên môi. Rồi gã cầm cái hộp quẹt đơn hưu vàng óng, ngắm nghía vài giây trước khi châm lửa. Rít xong hơi thuốc đầu tiên, gã nhét cái bật lửa của thầy Trấn Quốc vào túi quần mình làm kỷ niệm, rồi vừa nhả khói vừa bảo: Mày biết điều thế là khôn đấy. Không giả thì mày không ra được con hẻm này đâu. Mày phạm tội lần đầu, chúng tao đại xá cho mày. Cứ xem như mày vay của chúng tao 30 cây, lãi 10 phân. Nghĩa là mỗi tháng lãi 3 cây. Nhân cho 2 năm là 72 cây. Đây là tao chỉ tính lãi mẹ thôi, chưa tính lãi con, cũng chưa tính tiền công chúng tao vất vả đi tìm mày 2 năm nay. 72 cây, lãi cộng với vốn 30 cây, vị chi là 102 cây. Thầy Trấn Quốc hốt hoảng kêu lên: Tao đào đâu ra hơn 100 cây vàng bây giờ? Thầy vừa dứt lời thì Trần Lé chộp ngay con dao và trợn mắt nạt: Một là giả vàng, hai là nộp bàn tay, mày muốn chọn thứ nào thì chọn. Thầy Trấn Quốc đành chấp nhận. Vốn liếng của thầy 2 năm nay gom lại vừa đủ để trả món nợ phản trắc do thầy gây nên. Thầy biết thằng Trần Lé sẽ làm thật chứ không hù dọa, bởi nó đã từng chặt ngón tay của chính nó thì huống chi tay người khác. Thôi thì đành tự an ủi là còn người thì còn của,
Thầy yếu ớt nói, để tao vào lấy. Thế là thầy moi gầm giường gầm tủ, nạp đủ số vàng cho ba thằng bạn cũ. Chúng chia nhau cất vào túi, rồi hân hoan giã tử. Ra gần tới cửa, Trần Lé quay lại vỗ vai thầy và thân mật bảo. Nói gì thì nói, chứ tao cũng phải phục mày nhanh trí. Nghĩ ra cái nghề thầy bói bịp đời đúng lúc. Cơ chế thị trường mà, nhà nước mở cửa, chả có cái nghề nào làm giàu nhanh bằng cái nghề thầy bói. Gã đàn em đi bên cạnh cũng phụ họa. Tao nghe đồn mày gieo quẻ linh lắm. Mày có đến 72 quẻ âm dương của vua Phục Hy. Nhưng chắc hôm nay mày quên gieo quẻ cho mày, nên không biết trước là mày sẽ mất của. Dứt lời, gã cười cười ra cửa khi phố xá vừa lên đèn. Ba đứa lủi nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ, mừng rỡ vì đạt thắng lợi quá dễ dàng, vượt ngoài dự kiến. Chúng bàn nhau gọi taxi xuống chợ Sài Gòn ăn chơi một đêm, cho bỏ những ngày mệt mỏi lùng kiếm báu. Đứng trên lề đường chờ xe bên gốc cây phượng, Trần Lé lấy thuốc ra hút, gã mân mê cái bật lửa đan hiu mới tịch thu của báu, hình dung cuộc sống khá giả của thằng bạn cũ mấy năm vừa qua, để rồi từ đó liên tưởng đến hoàn cảnh eo hẹp của vợ báu và lũ con bốn đứa mòn mỏi ngoài Hà Đông. Nhớ lại buổi đầu khi báu mới ôm tiền biến mất, Trần Lé và đồng bọn đã từng nghi oan cho vợ báu thông đồng với chồng, giả vờ đóng vai nghèo khổ để che mắt thế gian. Nhưng sau vài lần theo dõi và trực tiếp nói chuyện với vợ báu, Trần Lé mới khám phá ra chính vợ con báu cũng đang là nạn nhân. Từ đó Trần Lé thôi không đến cật vấn vợ báu nữa. Lần gặp gỡ cuối cùng, vợ báu đã khóc sụt sùi và bảo Trần Lé. Vạn nhất mà bác có tìm được ông nhà tôi, nhờ bác nói hộ dù một câu là nếu như không còn tình nghĩa gì với tôi thì cũng chả sao. Nhưng mà bảy con dại này, ông ấy nỡ bỏ chúng nó sao đành chứ. Nhớ lại lời dặn dò ấy, giờ này Trần Lé vẫn còn xúc động. Gã định chuyến này về sẽ tặng vợ báu ít nhất một cây vàng. Bọn Trần Lé đi rồi, thầy Trấn Quốc ngồi thử ở bàn, mắt mở trừng trừng nhìn vào bức tường đối diện. Mồ hôi vã ra như tắm. Thầy nhớ lại mấy năm buôn lậu ở biên giới, vừa vất vả vừa nguy hiểm, và càng nhận thấy không có nghề nào nhàn hạ bằng nghề coi bói. Đã hốt bạc mà lại được thiên hạ gọi bằng thầy. Nhưng đúng là của thiên trả địa. Bỗng dưng hôm nay thầy mất hết vốn liếng, giống như xây căn nhà suốt 2 năm trời, chỉ một mồi lửa làm tiêu tan hết. Tuy vậy thầy vẫn còn mừng, vì chúng không chặt bàn tay của thầy. Đúng là của đi thay người. Thầy sẽ gây dựng lại từ đầu, chỉ mong sao bọn chúng đừng trở lại quấy nhiễu thầy lần nữa. Từ trong nhà, chị Thuần rón rén bước ra đến bên cạnh thầy, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Thầy ngước lên nhìn, ngượng ngùng không nói gì. Khá lâu chị Thuần mới lên tiếng gợi chuyện. Mấy cái người ấy mặt mũi ai nom cũng tợn quá ông nhỉ. Thầy Trấn Quốc vẫn không nói gì. Thầy nhớ lại sáng sớm hôm nay, lúc thầy ngồi uống cà phê, tự dưng thầy đưa tay rút cho thầy một quẻ. Thầy giật mình vì cái quẻ ấy ghi là hung thần trực nhật, tán tài hao lộc. Quả nhiên bây giờ ứng nghiệm. Như thế thì quẻ cũng có lúc đúng, chứ đâu phải hoàn toàn là bịp bợm. Thầy phân trần với chị Thuần. Ông có nợ nần gì chúng nó đâu. Chẳng qua chúng nó thấy ông làm ăn được thì đến đây chấn lột đấy thôi. Đúng là quân ăn cướp. Ôi chết! Nếu là chấn lột thật thì tại sao ông không báo công an? Ông có điện thoại di động mà. Chúng nó lấy cả 100 cây vàng rồi mà cứ đi ngờ ngờ ngoài đường, chả sợ gì cả. Con cũng đã làm lạ mà là làm sao ông lại cứ để như thế? Thầy Trấn Quốc phất tay nói. Công an thì làm được cái mẹ gì, chị Tổ mất thì giờ. Đêm hôm ấy, thầy Trấn Quốc vừa buồn vừa sợ, chăn trở lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Sau bức màn, chị Thuần cũng vẫn đang thao thức như thầy. Nằm trong bóng tối, nhớ lại ba khuôn mặt hung ác với con dao to bản, nỗi kinh hãi trong đầu chị càng tăng lên gấp bội. Bao nhiêu thiện cảm và tôn kính đối với thầy Trấn Quốc, câu chuyện vừa xảy ra đã làm tan biến hết trong lòng chị. Thầy là kẻ phản bạn, giật tiền của bạn và chẳng có chút trách nhiệm nào với vợ con. Hóa ra 2 năm nay, chị đã lầm lẫn đặt hy vọng ở một người không ra gì. Bên ngoài, thầy Trấn Quốc ngồi dậy, rón rén bước xuống, lại bàn làm việc rót nước uống vì cổ họng đang khát khô. Thầy đặt ly và trở lại giường.
Nhưng thầy đứng tần ngần một chút rồi đổi ý, vào nằm với chị Thuần cho đỡ buồn, vì nằm một mình thầy biết chắc sẽ không ngủ được. Chị Thuần nghe tiếng bước chân thầy tiến dần về phía giường mình, chị nằm im chờ đợi. Khi thầy vừa vén mùng định chui vào thì lập tức chị ngồi bật lên, kéo tấm chăn che ngực và bảo: "Ê, đừng ông, ông ra đi." Thầy cứ thản nhiên leo lên, vì cho đó chỉ là lời khước từ thủ tục. Thầy tự động ngả lưng nằm xuống. Chị Thuần vội leo qua người thầy, chui ra và nhấn mạnh: "Con nói thật mà, thầy muốn nằm đây thì con đi ra ngoài kia con nằm." Thầy Trấn Quốc rất ngạc nhiên về thái độ của chị. Thầy cứ tưởng việc thầy vào nằm với chị là một ân huệ thầy ban cho người giúp việc, nào ngờ chị dám từ chối. Thầy chưa kịp lên tiếng thì chị Thuần đứng bên ngoài mùng thẳng thắn bảo thầy: "Sáng mai ông tính tiền rồi ông giả cho con, con về lại ngoài Bắc, bố mẹ con mới biên thư vào bảo con phải về." Dứt lời chị bỏ ra ngoài, nằm trên cái ghế băng mà ngày ngày khách vẫn ngồi đợi đến phiên mình coi bói. Chị Thuần nằm nhắm mắt một lúc thì nghe tiếng bước chân tiến lại gần, biết là thầy Trấn Quốc, nhưng chị cứ nằm yên giả vờ đã ngủ rồi. Chuyện đời lạ thật, cả năm nay chị cô đơn, quên hẳn thằng chồng phụ bạc, sẵn sàng đi nốt cuộc đời với thầy Trấn Quốc, thì thầy lại lơ là không màng tới. Có thể vì thầy chê chị nghèo. Chị vẫn tức là sau cái đêm ân ái đầu tiên, chị tưởng có thể gắn bó lâu dài với thầy, thì ngược lại thầy tảng lờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối nay khi chị đã biết quá rõ về dĩ vãng của thầy và mất hẳn cảm tình với thầy, thì thầy lại mon men đòi nằm với chị. Thầy cũng như đàn chồng chị, đúng là loại đàn ông bạc tình, tắc trách với vợ con. Giả như đêm nay không xảy ra câu chuyện trấn lột thì chị Thuần vẫn sẽ chấp nhận cuộc sống bình lặng ở đây, bất kể tương lai sẽ ra sao. Nhưng bây giờ thì chị thấy không lưu lại được nữa. Thầy Trấn Quốc đã dính dáng tới băng đảng thì sớm muộn sẽ có ngày mang họa. Thôi, đành quay về Hà Đông dệt lụa như thuở còn con gái, vất vả nhưng thanh thản trong lòng. Thầy Trấn Quốc nhẹ nhẹ ngồi xuống cuối cái ghế băng gỗ, đùi thầy chạm vào hai bàn chân chị Thuần. Chị vội co đầu gối lên, nhưng mắt vẫn nhắm nguyên dù biết có thầy bên cạnh. Cả căn nhà chỉ có một ngọn đèn tròn leo lét tỏa ánh sáng mờ mờ lên khuôn mặt của chị, với mái tóc dài xõa tung ra trông khá hấp dẫn, đủ sức làm thầy Trấn Quốc nao nao rung động. Tuy vậy, đêm nay tâm thần thầy đang bấn loạn, thầy cần người tâm sự chứ không cần hiến dâng thân xác. Biết chắc chị còn thức, thầy lên tiếng: "Chuyện trấn lột vừa rồi đó, Thuần nhớ giữ kín đừng có cho ai biết nhé." Chị Thuần không nói gì, chỉ ngạc nhiên về cách xưng hô quá lạ tai của thầy. Lần đầu tiên trong đời thầy gọi đích danh Thuần một cách êm đềm như kêu tên người tình. Từ ngày chị đến giúp việc ở đây, thầy Trấn Quốc có thói quen rất phong kiến là bắt chị gọi bằng ông xưng con. Và chính thầy cũng kêu chị bằng con, tự xưng là ông. Ngay cả sau khi đã ngủ với nhau rồi, cách xưng hô vẫn không có gì thay đổi. Riêng đêm nay, sau khi nghe chị Thuần báo tin xin nghỉ việc, thầy băn khoăn không biết chị nói thật hay giả vờ trong lúc xúc động vì biến cố vừa qua. Vì vậy thầy cần hỏi cho rõ. Thầy đang đứt ruột vì mất hơn 100 cây vàng, lại lo lắng đám trần lé sẽ còn quay trở lại quấy nhiễu khi biết thầy kiếm tiền dễ dàng. Thầy không muốn chị Thuần bỏ thầy bơ vơ lúc này, khi thầy chưa bình phục về mặt tâm lý. Để giữ chân chị lại, thầy đổi cách xưng hô mà thầy tin là sẽ tạo được mối thân tình làm chị cảm động. Thầy nói: Thuần định về Bắc thật đấy ư? Tự dưng lại đòi đi là thế nào?" Chị Thuần ngồi lên, nhích xa thầy một chút. Chị đưa cả hai tay búi lọn tóc dày sau gáy và đáp: "Ông thông cảm cho con chưa có dịp thưa với ông. Nhưng thật ra mấy tháng nay bố mẹ con biên thư vào, lần nào cũng giục là con phải về. Cả bên chồng nhà con cũng thế ạ." Giọng thầy Trấn Quốc tha thiết hơn: "Thuần ở lại với tôi vì Thuần quen việc rồi. Tôi lúc nào cũng xem Thuần như người nhà, không có để Thuần vất vả. Không nhẽ Thuần nỡ bỏ tôi đi hay sao?" Vừa nói, thầy vừa xích lại gần và toan quàng cánh tay ôm lấy vai chị. Nhưng chị lùi ra xa hơn và đáp: Con ở với ông thì có điều gì dám phàn nàn đâu. Việc nhà chả có bao nhiêu, lại được ông cho ăn trắng mặc trơn. Con không có mong gì hết á. Nhưng mà tại bố mẹ con gọi con về, thì con đành phải xin ông cho con về thôi."
Thầy Trấn Quốc bất ngờ nắm lấy bàn tay Thuần, lôi chị đứng dậy và bảo: Thôi đi vào trong này và vào giường nằm nói chuyện tiện hơn, ngồi đây mũi nó cắn chết. Chị Thuần đã chuẩn bị sẵn, giằng tay lại và nói: Không có được đâu ông. Ông buông con ra đi. Ông muốn nói gì thì ngồi ngoài này nói cũng được rồi. Dứt lời, chị đứng dậy bật đèn cho sáng. Thầy Trấn Quốc nheo mắt vì chói. Nét mặt thầy sau cơn khủng hoảng vẫn còn nguyên nét phờ phạc như người vừa chạy đua đường trường. Thầy tha thiết bảo chị Thuần: Ô hay, sao lại không được? Đi, đi vào giường. Tôi còn nhiều việc phải bàn với Thuần. Mà tôi nợ Thuần bao nhiêu tiền tôi đâu có nhớ. Chị Thuần đã chán ngấy thầy rồi mà thầy không biết. Chán thầy vì biết rõ gốc gác của thầy. Và vì thầy cũng như chồng chị ngang nhiên bỏ vợ con một cách tàn nhẫn. Chị kiên trì giải thích đem thằng chồng mình ra để có cớ từ khước. Mặc dầu thật sự thì chị đã coi như thằng chồng mình đã chết từ lâu rồi. Chị nói: Dạ, dạo trước chồng con bỏ đi biệt tăm mấy năm rồi. Con cứ tưởng như thế là xong. Phận ai nấy sống, đường ai nấy đi. Bỗng dưng bây giờ nhà con quay về. Vì thế bố mẹ con giục phải về gấp. Vì sợ để lâu thì hỏng việc. Thầy Trấn Quốc ôm lấy vai chị Thuần và lì lợm tán: Tôi có lời mừng cho Thuần. Nhưng mà trước khi Thuần về lại với chồng thì tôi muốn Thuần cho tôi một cái kỷ niệm. Chị Thuần đẩy thầy ra và cứng rắn nói: Con đã bảo là không là không. Sáng mai ông tính tiền cho con đi. Rồi con xin phép ông con đi ra con mua vé tàu. Thầy Trấn Quốc thất vọng, chớp mắt u buồn nói: Nếu Thuần cứ dứt khoát đòi đi thì tôi cũng chả dám giữ. Chỉ có điều là Thuần chịu khó ở lại đây thêm dăm bữa nửa tháng nữa để tôi tìm được người khác rồi Thuần hãng đi. Chị Thuần lặp lại câu vừa nói: Ông hiểu cho con. Nhà con nó bỏ đi mấy năm rồi nay. Bây giờ bỗng dưng nó dẫn xác nó về. Con bỏ lỡ cơ hội này thì bố mẹ con giận con suốt đời. Bên nhà chồng cũng thế. Thôi thì con đành chịu lỗi với ông. Sáng mai con ra ga con mua vé tàu. Hễ có chuyến là con xin phép ông con đi ngay. Biết không thể níu kéo được, thầy Trấn Quốc thở dài quay vào buồng nằm một mình. Chị Thuần cũng đứng dậy vô giường của mình. Và quả nhiên, thầy Trấn Quốc để chị ngủ yên cho đến sáng. Nằm chằn chọc mãi không ngủ được, có lúc thầy Trấn Quốc giật mình kinh hãi vì trong đầu nảy ra một ý nghĩ ngờ vực rằng hay là chính Thuần đã thông đồng với bọn Trần Lé và xúi bọn này đến tống tiền. Có lẽ vì thế cho nên nó đòi nghỉ việc ngay. Thầy hoảng hốt chồm dậy toan chạy ra cật vấn. Nhưng ngay sau đó thầy nhận ra mình vô lý, bởi Thuần có biết Trần Lé là ai đâu mà thông đồng. Thầy lại thở dài nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ vì trời đã gần sáng. Hôm sau, thầy Trấn Quốc thanh toán tiền bạc cho chị Thuần đúng như yêu cầu của chị. Vì tin thầy cho nên mấy tháng tiền lương chị đều gửi thầy giữ dùm. Bây giờ thì chị dứt khoát một đi không trở lại. Thầy năn nỉ chị giúp thầy thêm một tuần nữa. Chị cũng nhất định lắc đầu. Chị chạy đi lấy vé xe lửa ngay, đồng thời sắm sửa ít quà đặc sản mang về miền Bắc cho gia đình hai bên. Chị Thuần đi rồi, thầy Trấn Quốc thấy căn nhà trống vắng lạ thường, nhất là khi tâm hồn thầy vẫn đang hoang mang vì vừa tiếc của, vừa kinh sợ bọn Trần Lẽ. Thầy ngồi coi bói, tâm thần bất ổn, ăn nói lung tung, bài bản không còn lưu loát như thường lệ. Cả ngày thầy không ăn uống, lắm lúc thừ người đờ đẫn như vừa gặp ma. Ngay buổi chiều hôm ấy, bà Minh Tâm trở lại gặp thầy và cho biết là bùa bách niên tương tư thảo của thầy vẫn không công hiệu. Nhìn người khách thân quen, thầy thấy lòng mình ấm áp lại giữa lúc cô đơn sau khi chị Thuần bỏ đi. Thầy chưa kịp trả lời thì bà Minh Tâm nhìn thầy và sửng sốt hỏi: Ủa, bữa nay thầy đau hả thầy? Thầy đã nhờ ai cạo gió chưa? Thầy Trấn Quốc gượng cười gạ gẫm: Tôi không quen ai đâu mà nhờ đánh gió. Nói xong thầy nhìn bà Minh Tâm chờ đợi, nhưng bà không nói gì. Thầy đành cười gượng tiếp: Đau sơ sơ thôi. Nhưng sao mà bà biết là tôi đau? Bà Minh Tâm nghiêm mặt đáp: Con coi khí sắc của thầy bữa nay nó lạ lắm. Thầy đau nặng chứ không phải đau sơ sơ thôi. Nên chắc thầy phải nhờ người cạo gió rồi uống thuốc cho khỏe nghe thầy. Coi khí sắc thầy con biết một là thầy đau, hai là thầy sợ đó. Thầy Trấn Quốc ngạc nhiên hỏi lại: Bà cũng biết coi khí sắc sao? Bà Minh Tâm thản nhiên giải thích:
Dạ con thì cũng biết chút chút. Trong phép xem tướng thì coi khí sắc là cao cấp nhất, mà cũng chính xác nhất khi đoán về bệnh tật hay tai nạn. Con múa rìu qua mắt thợ, thầy đừng có cười nha thầy. Thầy Trấn Quốc cố trấn tĩnh vì không ngờ bà Minh Tâm còn rành hơn cả mình. Tử vi, chỉ tay và tướng mạo là ba môn bói toán chính thống, có căn bản và khả tín nhất. Thầy đều chưa học được một ngày. Chiêu thức của thầy cũng giống như hàng trăm ông thầy bói gà mờ khác ở Sài Gòn ngày nay. Chỉ là đem ma quỷ ra dọa dẫm thiên hạ rồi cho bùa để kiếm tiền mà thôi. Nó cũng hoàn toàn bịp bợm giống y như cho số may đánh đề để moi tiền những người cạn nghĩ. Giờ nghe bà Minh Tâm nói về khí sắc của mình, thầy Trấn Quốc bối rối lắm, vội chuyển đề tài gượng cười nói. Bà làm thầy bói được đấy. Vâng, bà đoán có phần đúng. Nhưng thật ra tôi có ốm đau bệnh tật gì đâu. Chỉ vì chị giúp việc vừa xin nghỉ, chả có ai lo cơm nước cho tôi nên tôi đang bận tâm về chuyện ấy. Thú thật với bà là từ sáng đến giờ chưa có cái miếng gì vào bụng. Bà có biết ai thì bà giới thiệu cho tôi. Bà Minh Tâm nhìn thầy ngờ vực. Cô Thuần nghỉ rồi hả thầy? Cô nghỉ thì kiếm người khác chứ có cái gì đâu mà thầy xuống sắc vậy. Tưởng thầy lo lắng chuyện gì chứ chuyện tìm người giúp việc thì dễ lắm. Thiếu gì người đang cần tìm việc. Con biết có người sẵn sàng đi phụ việc nhà. Chỉ cần ngày hai bữa cơm thôi. Không cần trả lương cũng được. Thầy muốn thì lúc nào cũng có hết. Thầy Trấn Quốc càng ngượng ngùng. Để che giấu sự lúng túng, thầy mở hộp thuốc bà Minh Tâm tặng, rút ra một điếu con mèo gắn lên môi. Thầy cầm hộp diêm xòe lửa hút. Bà Minh Tâm ngạc nhiên hỏi. Ủa cái hộp quẹt ga mà con biếu thầy, thầy còn giữ không thầy? Thầy Trấn Quốc thốt nhớ đến Trần Lé, vội đáp. Còn chứ, tôi bỏ trong buồng ngủ, để ngoài này người ra người vào sợ mất, vật kỷ niệm đâu có cho người khác được. Bà Minh Tâm đứng dậy bảo thầy. Bữa nay con thấy thầy có vẻ mệt á, thôi con về cho thầy nghỉ, bữa khác rồi con qua con gặp thầy. Thầy Trấn Quốc gật đầu. Vâng, tôi xin lỗi bà, hôm khác mời bà qua chơi nói chuyện. Thầy tiễn chân bà vài bước rồi quay vào. Ngồi buồn nhìn quanh gian nhà vắng lặng, thầy nao nao nhớ đến chị Thuần và tự trách mình tại sao suốt 2 năm vừa qua thầy chỉ ngủ với chị có 1 lần. Bây giờ nghĩ lại thầy mới thấy tiếc. Chị tuy không đẹp nhưng hiền lành dễ thương, tuổi mới 30 hơn, chẳng may bị chồng bỏ nên phải vào giúp việc cho thầy, chứ chả phải hạ người xuất thân hèn hạ. Vậy mà thầy quá lơ là, chỉ lợi dụng thân xác rồi lờ đi, không vương vấn chút tình cảm nào. Thầy đoán có thể một phần vì thế mà chị mới dứt áo ra đi. Ở đời bao giờ chả thế, mất rồi người ta mới thấy tiếc. Lúc chia tay, chị xách vali ra cửa đứng chờ xe, thầy đi theo sau và dặn 1 lần nữa. Thuần đừng nói với ai về vụ chấn lột, nhỡ đến tai công an, họ sẽ điều tra lôi thôi lắm. Chị Thuần ngước lên nhìn thầy, chút hết những điều mà chị đã nung nấu suốt đêm qua, tưởng chừng chả bao giờ có dịp giải bày. Chị chậm rãi nói. Ông không phải dặn, nhưng mà ông nên quên chuyện ấy đi. Đừng có buồn. Chúng nó chưa chặt tay ông là may lắm rồi. Hôm ấy con tưởng thế nào ông cũng bị chúng nó chặt mất cái bàn tay. Vì con nghe bảo băng đảng thì đứa nào cũng tợn ghê gớm lắm. Hóa ra đám này vẫn còn lành đấy. Thôi thì của đi thay người. Ông gây dựng lại, nói ông bỏ lỗi cho chứ. Cứ như con nghĩ thì ông nên đón bà với các anh các chị vào chung sống với nhau. Con không cha như nhà không nắp ông à. Ngừng một chút chị tiếp. Ngày thầy bói, trăm thầy như một. Ai cũng khuyên người ta là đức năng thắng số. Hằng ngày con cũng nghe ông hay bảo với khách hàng như thế. Nếu như đã biết là đức năng thắng số thì ông cũng nên tích đức để giải trừ bớt tai họa. Con lạm bàn như thế thôi. Xin ông đừng có để bụng. Thôi, chào ông, con đi nhé. Thầy Trấn Quốc trố mắt nhìn chị leo lên ngồi sau xe ôm. Thầy không ngờ cái con bé nhà quê này dám lên mặt dạy dỗ thầy. Thầy vừa quay vào nhà vừa run run nắm bàn tay đấm mạnh vào phách cho hả giận. Ngày tháng trôi qua, chẳng biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, mà từ khi chị Thuần nghỉ việc, văn phòng coi bói của thầy Trấn Quốc vắng khách hẳn đi. Thầy mất toi hơn 100 cây vàng, cần tranh thủ cấp tốc để gỡ lại, thì thương vụ lại đi ngược với sự mong đợi của thầy. Thầy lấy làm lạ lắm. Từ 30 thân chủ mỗi ngày tuột dần xuống,
tuột dần xuống còn lưa thưa dăm ba người. Ngay cả những người hàng ngày đến đổi số đánh đề giờ cũng bỏ thầy luôn. Người khách thân quen mà thầy quý mến nhất là bà Minh Tâm bỗng dưng cũng biến mất. Hơn lúc nào hết, thầy muốn bà tới đây thường xuyên vì thầy thấy tâm hồn cô đơn lắm. Thầy thường chắp tay sau đít đi tới đi lui, nhìn cái ghế băng có hôm vắng tanh, không người ngồi đợi, làm thầy lại càng nhớ đến chị Thuần. Hay là ở đời quả thật có những người có số may, đem tài lộc cho người khác. Thầy tự hỏi và trách mình đã không xin địa chỉ của chị Thuần để liên lạc. Nếu cần thầy sẽ mời chị trở lại, trả lương gấp đôi gấp ba cũng được, vì chị sẽ mang lại cái hên cho thầy. Đang buồn thì thầy nhận được lá thư của bà vợ từ Hà Đông gửi vào. Trong thư có đoạn như sau: Ông trốn mẹ con tôi đi biển biển mấy năm, để công để nợ ở làng, bắt tôi nai lưng ra trả. May mà nhờ bác Trần, tôi mới biết được địa chỉ của ông để biên cái lá thư này. Nghe bác Trần nói là ông làm ăn rất phát tài, làm tôi vừa mừng vừa tủi. Người ta bảo, vợ chồng ăn ở với nhau một ngày cũng là nghĩa. Huống chi ông với tôi đã có đến 4 đứa con. Vậy mà ông đã dứt tình dứt nghĩa như thế hay sao? Ông không còn thương tôi nữa thì ông cũng còn phải nghĩ đến lũ con ông, chứ để chúng bơ vơ sao đành. Mấy năm nay, mỗi khi chúng nó hỏi bố đâu, tôi đều bảo là bố chết rồi. Nay biết tin ông còn sống, đứa nào cũng nhao nhao đòi vào gặp bố. Vậy tôi viết mấy hàng để báo cho ông biết trước, rồi nay mai tôi sẽ tranh thủ dắt tất cả chúng nó vào gặp ông. Thầy Trấn Quốc chán nản vò bức thư quăng vào góc nhà. Đúng là họa vô đơn chí, cổ nhân nói chả sai bao giờ. Đã ế khách, vợ thầy lại tái xuất giang hồ cùng với đàn con. Trước đây thầy uất hận thằng Trần Lé chỉ vì nó cướp của thầy hơn 100 lạng vàng. Bây giờ thầy càng thù nó hơn vì nó dám báo cho vợ thầy biết địa chỉ của thầy. Nửa năm sau, văn phòng thầy Trấn Quốc càng ngày càng vắng. Không nhẽ thiên hạ giờ đây đã chán coi bói hoặc đã mất dần niềm tin ở tài năng của thầy. Thu nhập của thầy xuống dốc thê thảm, đến độ thầy không mướn nổi người làm và thậm chí bắt đầu phải lo đến khoản tiền nhà hàng tháng. Mướn người giúp việc làm gì nữa, khi thì giờ của thầy quá dư. Trước đây, sáng 7 giờ chị Thuần ra kéo cửa đã thấy cả chục người đợi sẵn. Bây giờ có khi suốt buổi sáng chả có ma nào vào xem. Thầy tha hồ thả bộ ra phố ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Một hôm thấy thầy đứng thơ thẩn trong sân, đốt thuốc liên tục, mắt mở trừng trừng nhìn ra hướng ngã ba vì nóng lòng mong đợi thân chủ. Bà hàng xóm đang tưới khóm hoa, ngừng tay quay sang bảo: À, người ta nói phước chủ lộc thầy thiệt là không sai chút nào hết á. Thầy Trấn Quốc ngơ ngác chưa hiểu gì, ngờ ngợ là bà hàng xóm xỏ xiên mình thì bà tiếp ngay: Cái bà thầy bói ở bên hẻm cầu sắt á. Bà thầy bói nào bên hẻm cầu sắt? Sở dĩ thầy hỏi với giọng hốt hoảng như thế là vì hẻm cầu sắt nằm song song với hẻm nhà thầy, cùng đâm vô từ một con đường lớn và chỉ cách hẻm thầy đang hành nghề có chừng 200 mét. Trước đây, từ đường lớn nối vào con hẻm ấy, phải đi ngang cây cầu sắt. Ngày nay, cầu sắt đã bị phá bỏ từ lâu, nhưng người dân vẫn quen miệng, dùng nguyên tên cũ. Bà hàng xóm cắt nghĩa: Nghe nói hồi đó bà coi bói đâu dưới lục tỉnh á, mới lên Sài Gòn hà. Mà bà hay thiệt đó. Hôm đầu tiên mà gắn cái bảng hiệu coi bói đó nghe, người ta tới xin số mai, bà cho đại cái số gì á, tôi không biết nữa. Mà người đó về trúng liền à, mà trúng lớn. Từ đó ta nói người ta đồn nhanh khách tới coi đông thiệt là đông, đuổi đi không hết vậy đó. Có người từ Vũng Tàu vô, có người từ Cà Mau lên, ta nói ai cũng khen bà coi hay hết trơn à. Thầy Trấn Quốc không muốn nghe thêm nữa. Thầy khóa cửa và đi nhanh ra đầu hẻm. Hóa ra mấy tháng nay thầy vắng khách là vì người ta dồn sang bên ấy. Thầy không còn độc quyền hốt bạc nữa vì đã có cạnh tranh. Cơ chế thị trường thì đành phải chấp nhận chứ biết làm sao. Thầy quăng điếu thuốc mới hút được vài hơi, rảo bước đi nhanh sang con hẻm cầu sắt. Quả đúng như bà hàng xóm mới tả. Từ xa, thầy đã nhìn thấy, trong sân một căn nhà nhỏ, khách hàng đứng đầy ngoài sân chờ đến phiên mình, giống hệt như sân nhà thầy 2 năm về trước. Thầy thơ thẩn tiến lại gần, thoáng thấy cả những khuôn mặt quen thuộc vẫn đến gặp thầy để xin số hoặc đổi số. Vài người gật đầu chào thầy, có kẻ thân tình chọc ghẹo: Thầy vô xin quẻ hả thầy?
Thầy muốn coi em nhường thầy vô trước nè thầy. Thầy Trấn Quốc không nhếch mép, mắt thầy mở to đăm đăm nhìn lên tấm bảng gỗ gắn trên tường sát cửa ra vào, có ghi mấy dòng quảng cáo, nét sơn còn mới nguyên. Cô Minh Tâm, 10 năm nổi tiếng ở núi Sam Châu Đốc, chuyên xem khí sắc, biết vận hên xui, cho quẻ cầu tài, đặc biệt bùa yêu bí truyền. Thầy Trấn Quốc toát mồ hôi, rẽ đám đông bước hẳn vào trong sân để nhìn cho rõ bà thầy bói. Cô Minh Tâm nào, không lẽ là người thân chủ vẫn thường đến nói chuyện với thầy và ân cần tặng quà cho thầy? Chắc là trùng tên, nhưng cũng có thể là đúng, bởi lần cuối cùng gặp thầy, chính bà Minh Tâm đã coi khí sắc và quả quyết thầy đang gặp vận xui. Thầy đứng nép sau cửa sổ trông vào, quả nhiên không còn nhầm lẫn được nữa. Chính bà Minh Tâm đài các của thầy đang ngồi đối diện một nữ khách hàng. Chỉ khác một chút là hôm nay bà mặc áo choàng dài, màu sắc rực rỡ, như một loại áo mưa mỏng từ trên xuống dưới, không cài nút. Bên trong là áo thun trắng sát nách và quần jean bạc, cạp quần vẫn trễ sâu xuống dưới rốn. Chưa biết bà Minh Tâm đoán số có hay không, nhưng một phụ nữ trẻ đẹp lại ăn mặc sexy như thế, thì thầy Trấn Quốc không tài nào có thể cạnh tranh nổi. Khách bỏ thầy chạy sang gặp bà cũng là hợp lý rồi. Thầy Trấn Quốc đứng lặng bên tường một lúc, rồi lững thững quay ra. Sau lưng còn nghe văng vẳng giọng nói quen thuộc của bà Minh Tâm. Thứ bùi yêu này kêu bằng âm dương đại ngải. Bà đốt lá bùa này, lấy cho pha vô ly nước cho ông uống. Ông sẽ quay về với bà. Nếu bà dùng loại bùa này không linh nghiệm, bà cứ trở lại đây, tôi sẽ cho bà loại mạnh hơn, kêu bằng bách niên tương tư thảo, chỉ có trên núi Hoa Sơn bên Tàu thôi đấy nhá. Thầy Trấn Quốc cúi đầu bước ra, trước bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác của khách hàng cũ. Hóa ra bao nhiêu lần bà đến gặp thầy chỉ để học nghề, cũng giống hệt như thầy trước đây đến xem thầy Chi bên Phú Nhuận để ăn cắp kinh nghiệm. Nửa năm nay bà đã thành đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt với thầy, đã kéo hết khách của thầy, khiến thầy càng ngày càng ngồi ngáp trong căn nhà vắng lạnh đang biến dần thành chùa Bà Đanh.